em là số 13 cứ chốt tiếp đi. Tiếp len trend này suông dài này. Đây cái này len trend quần suông dài. Mã số cho em là 14 này. Suông dài nhá. Em có size từ 18 cân cho tới 55 cân đủ size. Đó từ 18 cân mà đến tận 55 cân cho em chất mềm này. Cạp chun cũng rất là mềm. Co giãn cho em. Quay giặt máy thoải mái. Cái mã quần này ở bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line nha các mẹ nhé. Mã quần này màu ở bên ngoài nó đậm hơn. Tặng 99.000 chốt nhanh nha mọi người ơi. Quần suông dài mã số là 14.99.000. Đó em tặng 99.000 một quần. Nhưng mà chọn kiểu ngẫu nhiên nhá. Các chị ơi lên số thoại nhá. Chị nào mà không có số thoại là không có đơn đâu mọi người nhớ nha. Chốt cho em mã số này lên là 14. Suông dài chọn kiểu ngẫu nhiên là giá chỉ có 99.000 đồng. Giá chỉ có 99.000 đồng. Em có size từ 18 cân này. 18 cân bé cao 1m18 trở lên cho tới bé 55 cân và bé cao tận 1m6 quay lại. Đấy đúng size cho em nhé mọi người. Với giá 99 như một cái quần suông dài. Nhưng với điều kiện là chọn ngẫu nhiên cho em nhé các mẹ nhé. Bao chất bao giá và được kiểm tra thoải mái cho em. Có nghĩa là em cho chọn ngẫu nhiên nhưng không phải quần xấu nhé mọi người nhá. Em đã cho kiểm tra hàng thì các chị cứ yên tâm là mua cho em. Đấy những cái kiểu tức là dáng nó là suông như thế này. Còn các cái họa tiết là nó ngẫu nhiên thì các chị có thể chọn hai kiểu hai quần khác nhau được. Giá có 99.000 một cái, không mua mua cái gì đúng không? 99.000 đồng. Lên cho em mã số này là 14 giùm em nhé mọi người nhá. 14 kèm số thoại em có đơn 99.000 đồng cho em. 14 kèm số thoại cho em 99.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. Suông dài, tên quần của nó là suông dài ống rộng nha mọi người ơi. Cái này là ống đứng rộng này. Các mẹ ơi nhá. À, đừng có thấy rẻ mà cái gì cũng đặt nha mọi người. Tức là như thế này này. À, có nhiều tức là nhiều bé là sẽ không mặc được cái dáng suông này đâu. Nhiều bé là sẽ không thích. Nên là các chị phải cho cân nhắc cho. Tại vì cái quần này là nó là rộng là sợ các bé là sợ rộng quá là không muốn mặc đấy. Nên là mọi người phải cân đối cho em nhé. Vì nhiều chị nhận hàng để bảo sao cái ống nó to như thế này thì nó rõ ràng là nó suông dài mà đúng không? Nên là các mẹ phải cân nhắc cho em nhé. Đừng có đặt bừa đấy nhá. Đấy đừng có đặt bừa có chi chi như một cái quần suông dài chọn ngẫu nhiên cho em này. Ừ. 14 đúng rồi, chốt cho em 14 suông dài 99.000 đồng cho em, không đẹp không lấy tiền luôn. Em thề với các mẹ luôn nhá, ở đâu bán cái quần này 99.000 đem đến đây em nhập cho các chị luôn, nhập đầu vạn luôn nhá mọi người ơi. Ừ. Rồi ok nhá mọi người nhá. Rồi ai lấy chốt cho em mã số này lên là 14 99.000. Trời ơi 99.000 rẻ quá, lấy hai cái hai quần cho em. Hai cái có 200.000, ship 30.000 quá rẻ đúng không? Mua nhà em này. Hai cái chỉ bằng mua bên ngoài được một cái chắc còn không được cơ. Mua nhà em ba cái thì có ấy. Mua nhà em ba cái mua bằng mua ngoài cái. Thề luôn nó rẻ lắm mọi người mà chắc nó mềm lắm. Màu bên ngoài nó sẽ đậm hơn. Cái màu này em gọi là màu xanh xanh bạc. Vì bây giờ là chỉ có hot màu xanh này thôi chứ còn không hot cái màu gì luôn. Màu đậm thì trông rất là quê nha mọi người nhá. Màu xanh bạc cho em này rất là đẹp luôn. Size từ 18 cân cho tới tận 18 cân cho tới tận 55 cân đủ size nha mọi người ơi. 1m18 cho bé tới 1m6 quay lại. 1m6 là bằng người lớn rồi. Cao hơn cả em còn mang được nha mọi người nhá. Suông dài này 99.000. Lấy hai cái cho con mặc luôn. Em nói thật nó rẻ lắm mọi người ơi. 99.000 cho em không mua được ở đâu rẻ như thế này luôn. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhá mọi người. Ok lấy cái hai cúc. Không chọn kiểu nhá. Các chị ơi không chọn kiểu. Có quần ống bó nhá. Có quần ống ôm. Em có hết không thiếu gì cả. Không chọn kiểu vui lòng là không chọn kiểu nha chị An Thị Phan. Chị mà chọn em sẽ không chốt cho chị đâu. Nha mọi người em bán rẻ rồi thì là vui lòng là không chọn kiểu. Và có thể chọn hai sản phẩm khác nhau được. Đây mọi người em còn có rất là nhiều kiểu ở bên trong. Đấy, em còn nhiều kiểu lắm mọi người ạ. Đây này còn rất là nhiều kiểu luôn chứ không phải là có một kiểu. Đây là size to này. Đó đây là size to này. Có 99.000 thôi. Áp dụng chia sẻ like cho em nè. Áp dụng chia sẻ like cho em. Đây là màu xanh hết. Cái này toàn màu xanh hết mọi người ạ. Lấy hai cái hai kiểu khác nhau cho em cho con mặc đi học. Trời ơi em thề các chị không mua phí lắm luôn á mọi người ơi. Còn rẻ hơn cả giá buôn nhá. Em nói thật chị nào mà nhập được giá buôn 99.000 tối đây em nhập cho rẻ hơn. Em nhập cho còn 50-60.000 thôi cơ. Đấy là em nói thật sự luôn nhá mọi người. 99.000 một chiếc quần suông dài kèm số thoại nào. Mã số là 14 nhá. Chốt cho em là 14 suông dài cho em 99.000 đồng cho em. 99.000 đồng cho em suông dài mã số là 14 giùm em nhá. Cái này là quần bé gái nhá mọi người. Xe Nguyễn á. Chị ơi chắc là chị không nghe máy rồi. Tại vì nhà em là đơn rất là nhiều mọi người ơi. Các chị có lên số điện thoại là có nhân viên tự động gọi điện cho mọi người ạ. Nên là mọi người phải để ý điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Đấy cái này
chưa? 99 ngày một quần cho em nhá, không chọn kiểu chọn màu cho em. Đúng rồi, ok nhá. Ai lấy suông dài chốt là 14 cho em là ok. Các mẹ ơi, chốt là 14 cho em, 99 nghìn đồng cho em nha các mẹ nhá. 99 nghìn đồng cho em, không có màu đen đâu mọi người, duy nhất là màu xanh. 14 là suông dài cho em này. Ui đẹp nhỉ, thế luôn. Về cái lô quần em ưng quá, vừa mới về hôm qua hai công hàng, hai công hàng về qua. 99 nghìn đồng một cái cho em nhá mọi người. Có bé đi, có bé đi nhá. Quần váy á, quần váy vừa lên rồi, quần váy vừa lên có 79 nghìn đấy. Ok nhá, mẹ nào lấy xuông dài cho xuông dài đi, chia sẻ like cho em đi mọi người. 99 nghìn nha mọi người nhá. Tiếp này, mã số tiếp cho em này. Quần bé đi hết chị, quần bé đi hay là chân váy? Đây là chân váy jean đây nhá. Đây chân váy jean đây chị ơi, chân váy jean đây tình yêu nhá. Chân váy jean đây cho em này. Chân váy jean nhá, rẻ lắm. 79 nghìn cả chân váy jean em thấy có mẹ. 79 nghìn, chốt mã số đọc chân váy cho chị với. Rồi lên cho em mã số tiếp theo này. 05 chân váy jean, một mình chân váy thôi nha. 15 cân cho tới tận 45 cân cho em chân váy jean này. Chân váy jean cho em mã số là 05 nhá. Luôn luôn có quần bảo hộ bên trong. 79 nghìn một cái cho em, chốt nhanh. 79 nghìn chắc đẹp chưa, chỗ nó đẹp lắm mọi người ơi. 79 nghìn phối và áo phông này rất là đẹp luôn nhá. Em chỉ có một mình chân váy thôi mọi người lưu ý này, có mình chân váy thôi nhá. 79 nghìn chân váy jean đó. Em đang lên đồ jean xong rồi em lên xong váy cho các mẹ nhá. Váy phía sau này 109 nghìn nhá. Ok này, ok chưa? Rồi ai lấy suông dài thì cứ chốt là 14 cho em. 14 suông dài nhá, 14 là suông dài. Còn đây mã số này lên là chân váy jean. Là mã số là 0579 nghìn nhá mọi người nhá. Còn suông dài có 99 nghìn thôi. Các cái đồ quần dài em tặng có 99 nghìn, còn chưa đến 100 nghìn đấy. Chia sẻ like cho mọi người. Rồi nhá, cái này lên cho em này. Đó, lên cho em đây là chân váy jean, một mình chân váy thôi ạ. 79 nghìn một cái cho em. Đấy, mặc đi chơi vì là đôi lúc là con đi học nhưng mà cuối tuần vẫn đi chơi đúng không? Vẫn phải mua đồ đi chơi cho con mặc. Đấy, rất là đẹp luôn. Các chị ơi, có 79 nghìn cái. Mua thêm cái áo phông. Đấy là ra một set cao cấp luôn. Em ơi, cái mã váy phía sau này là bao nhiêu nhỉ? Đúng không? Cái váy này là 09 nha chị Linh Hà nhá. Cái này là 09 này, 09 109 nghìn cho em cái này. Em lên rồi đấy. Rồi cho em chân váy này là 05 lên dáng bé đi ok. Quần váy là 79 nghìn luôn, chị Bảo Khuyên nhá. Áo phông không có chị ơi, em không có phông, các mẹ em hết áo phông rồi. Thế là mọi người thông cảm là chỉ chốt được một mình cái chân váy này thôi. Có quần bảo hộ bên trong 79 nghìn một cái cho em nhá. 79 nghìn chốt cho em mã số này lên là 05 chân váy jean, 79 nghìn đồng cho em này. Đó, cuối tuần mặc cho con đi chơi, đi xả stress cùng con này nó thoải mái lắm. Tại vì cái này nó có quần bên trong mọi người ạ. Váng A nhá, chứ không phải váng bó đâu. Nó là váng A nên là nó không bị bó nhá. Nó sẽ bật bạt sang hai bên giống như váy A đấy. Nó rất là thoải mái cho con. Cạp chun mềm, chất dày dặn, có quần bên trong. 79 nghìn một cái cho em. Chân váy 05 nhá. Chân váy này lên cho em là 05, 79 nghìn đồng cho em này. 15 cân tới 45 cân em có đủ size. Không có ai bán cái chân váy là 79 nghìn đi nhập cũng không được ấy. Size to lắm mọi người. 15 cân này đến 45 cân em có size. Có áo jean, em có jean luôn nhá. Có áo jean này, có quần bách jean này, em có nhiều thứ lắm mọi người, chia sẻ like đi mọi người. Ok, lấy chân váy trước chân váy nhá. Xong rồi đến cái gì đấy? Chân váy rồi đến cái gì đấy? Áo à, lên áo đi. Rồi em lên áo cho mọi người đây nhá. Lên áo đây này, áo là 07 đây. Áo khoác jean nhá. Áo khoác jean này 17 cân tới 17 cân tới 50 cân. Áo khoác jean 109 nghìn đây ạ. Áo khoác jean cho em nhá. Áo khoác jean cho em này. À đây, áo jean đây có luôn. Trời ơi, đúng tủ nhà bán quần áo jean luôn. Các chị mua nhà em chắc
cân bé 4 tuổi trở lên nhá, cho tới tận 50 cân đủ size. Đấy các chị em đọc như vậy là biết là đủ size đến 50 cân liền. 109.000 đồng cho em nhé mọi người, hình nào cute ấy, hình nào cute nhé mọi người. 109.000 cho cho em mã số này cho em là 07 giùm em đúng không? Cứ chốt 07 đấy mọi người nhá. 109.000 chị nào đặt rồi thì thôi nhá mọi người. 17 cân tới 50 cân và áp dụng chia sẻ like cho em nhá. 109.000 đồng cho em này. 109.000 cho em mã số cho em là 07 kèm số điện thoại em có đơn nhá mọi người nhá. 07 kèm số điện thoại em có đơn đẹp lắm. Đây nhìn gần này. Cái form nó đứng dáng này. Chất rất là đứng dáng mà chất nó mềm ấy mọi người, nó đẹp lắm. Cái này size 17 cân tới 50 cân. Bé cao 1m15 cho tới 1m50 quay lại nhá. 50 cân là cao 1m50 quay lại. Form này là dáng, nó là dáng vừa chứ không phải là dáng rộng đâu mọi người nhá. Dáng này của em là dáng vừa, dáng vừa 109.000 nhá mọi người. 109.000 một cái cho em dáng vừa 07 giùm em, không mua tiếc lắm. Em thấy chị Quỳnh Trang, em thấy các chị mọi người ơi, cho em xin một lượt chia sẻ like, tại vì là lượng khách quá là nhiều nên mọi người chịu khó cho em xin một lượt chia sẻ like với nhá. Em không có đồ bé trai rồi, rất xin lỗi chị nào mà có bé trai để em ở đây em không bán nhá mọi người. 109.000 lên cho em 07 nhá. Áo khoác jean đó đẹp chưa, áo khoác jean 17 cân tới 50 cân cho em 109.000. đây em có phải yếm nhá mọi người nhá. Đây cái quần là quần Becky á hả, đây quần Becky đây, chia sẻ like cho em với nhá, chia sẻ like cho em đi. Em có cả quần da cá luôn á, bây giờ sang thu rồi có cả quần nỉ da cá. Lâu mới được bốc phát này em. Lên chậm nhưng mà được.
99.000 thôi, bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Nha các chị yêu nha, nên yên tâm, ship toàn quốc là có 30.000 đồng thôi. Và nhớ là đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên cho em. Ship 30.000 đồng toàn quốc, đơn hàng trên 500.000 em miễn phí ship cho các mẹ. Nha mọi người nhá. Ok chưa, lên 10 nha mọi người. Đây em có cả yếm này là này. Yếm này chuẩn bị thu đông rồi, mặc yếm cho em này. Yếm gì này, yếm này. Có quần chip mọi người ạ, em có quần chip, các chị có thể tặng quần chip à, lên lại quần dài đi em mới vô à. Khổ ghê á nhá. Tối thui thế này.
cái máy của em không động nữa. Sao nó đen thui này, hết mạng à? À, héo, hết pin này, nó chết luôn đó. Ok mọi người nha, lấy 15 chốt cho em 15 quần da cá này, 89.000 thôi các mẹ nha, chưa phải like cho em với nào. 89.000 đồng chốt cho em là số là 15 để em vào đọc comment cái nào tự nhiên máy bay nhắn tin rồi em ạ. 89.000 màu đen nhá, màu đen là màu ghi cho em đi. Màu đen là màu ghi nhá, da cá là mã số là 15 dùm em để đợi em vào Facebook em đọc cái này nhá. Chưa thấy comment luôn. Rồi ok, đúng rồi, cứ chốt thì da cá đi, chưa. Quần ngố ngang gối có luôn tình yêu ơi, chân váy jean có luôn nhá. Ok các mẹ ơi, chốt cái gì phải ghi tên mã số cho em luôn mọi người nhá. Mã số là 15 cho em, đúng rồi, da cá đen hoặc da cá ghi cũng đẹp, lấy tiền luôn á. Từ 20 cân tới 50 cân đủ size này, 89.000 một cái cho em nhá mọi người. Mật khẩu là cái gì em? Ủa trời ơi, không phải. Cái gì mà tu ok nha mọi người nha, mẹ nào lấy da cá chốt da cá kèm số điện thoại cho em nha các mẹ nhá. Da cá cho em với giá là 89.000 đồng cho em nha các mẹ nhá. 89.000 đồng cho em, đúng rồi, màu đen hoặc màu ghi cho em, họa tiết là theo đấy mọi người nhá. Cái này họa tiết theo cho em, đen hoặc ghi, 20 cân tới 50 cân. Tự nhiên này, lỗi kỹ thuật. Mọi người ơi, mã số 15 kèm số điện thoại nè, 15 kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. À, xuông có 39 cân nhá chị Thu Hằng nhá. Xuông có 39 cân. Các chị ơi, mã số là 15 là quần da cá nhá mọi người, mã số 15 quần da cá cho em với giá là 89.000 thôi, 20 cân cho tới 50 cân đủ size, 89.000 đồng chốt cho em da cá này. Mã số là 15 dùm em nhá mọi người nhá. 15 kèm số điện thoại em có đơn, 89.000 đồng cho em nha mọi người ơi. Đúng rồi, cứ chốt da cá đen hoặc là màu ghi cho em, được chọn màu thì các mẹ cứ thoải mái chọn cho em nhá mọi người. Màu đen hoặc màu ghi cho em này, à, size từ 20 cân tới 50 cân em có đủ size nha mọi người ơi. 89.000 đồng cho em nhá, vừa qua mã cho em này. À, tiếp này, các chị đang hỏi là mua cái gì đấy mà mình chưa đặt được comment. Được rồi, đây, được rồi. Ok, ok nha, quần là gái chứ, quần gái chứ, 89.000 cho em nhé mọi người, da cá là mã số 15, 89.000 đồng cho em, nhà em chuyên bé gái nhá, nhà em chuyên bé gái này, các mẹ chốt bé gái nhé mọi người ơi. Rồi đây lên cho em yếm đây ạ, yếm đây, mã số tiếp cho em yếm quần, mã số tiếp theo này, yếm quần nhá mọi người nhá, yếm quần là lên cho em mã số là 16, yếm quần cho em mã số là 16 này, size cho bé là từ 18 cân cho tới đến 50 cân đủ size. Mã số 16 cho em này, yếm 99.000 một cái yếm cho em, 99.000 đồng một cái yếm cho em nhé mọi người nhé. Máy của em cái từ gì nhỉ, chị còn chưa biết, đang bắt wifi nhà Nam Huyền. Tôi chết mất. Ok nha, rồi lên yếm cho em yếm quần dài này, đó lên cho em mã này, lên là yếm quần dài cho em nhé, 99.000 đồng cho em nhé mọi người nhé, 99.000 đồng cho em yếm này. Đó, mẹ nào lấy yếm thì chốt yếm kèm số điện thoại em có đơn nhá, áo đỏ phía sau có size 30 cân. Rồi nhá, em không có của bé trai mọi người ạ. Cho xem váy đi em. Áo yếm á, áo yếm là cái gì nhở? Cái này em chỉ bán một mình cái yếm thôi các mẹ ơi. Cái này em chỉ bán tặng một mình cái yếm thôi nhá mọi người nhá. Với giá là 99.000. Một mình cái yếm thôi, không có áo, không có áo trắng này đâu. Không có áo trắng nhá mọi người, tự phối áo trắng cho em nhá. 18 cân cho tới 50 cân đủ size này. 18 cân cho tới 50 cân đủ size lên cho em này. Chốt cho em mã yếm là 16 đi. Chốt cho em yếm quần 16 cho em 99.000, quên 99.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. 99.000 em chỉ có một mình, em chỉ có một mình màu xanh, em không có màu đen thôi mọi người ơi. À, đội xíu em lên váy trắng ở sau cho nhá. Đang lên rồi ok em lên quần đấy. Rồi ok mọi người yếm quần cho em nhá. Mọi người lên cho em mã này yếm quần là 16 đấy. 99.000, 18 cân cho tới 50 cân đủ size, một mình yếm thôi không có áo. Nhớ lưu ý là không có áo nhé, một mình cái yếm này em tặng 99.000, chất mềm rất là đẹp luôn. Cái này rất là mềm bên mặt sau này, kiểm tra hàng thoải mái nhé. 18 cân cho tới 50 cân em có đủ size, size rất là to ấy, từ cũng từ 1m18 cho tới 1m50 quay đầu cho em mang vừa chiếc yếm quần dài này. Yếm có 99.000 đồng một cái thôi ạ. Áo khoác thì chỉ có áo khoác bỏ này hả, cái áo này hả, áo này đúng không, áo này có hơn 100.000. Rồi ok nha mọi người, lên quần dây thun bo luôn đi shop. Ok chị, rồi bây giờ lên. Rồi cho em là yếm là 16 nha mọi người nhá. Yếm là 16 cho em, chị nào chưa chốt thì cho 16 yếm nha. Yếm 16 cho em với giá là 99.000 cho em này. 99.000 đồng cho em này.
109.000 lên cho em mã này, đây là 0909 nha. Từ 18 cân đến 38 cân cho em bèo này. Đây cái này 18 cân đến 38 cân này. Đây là mặt sau nhá mọi người. 18 cân đến 38 cân em có màu trắng và màu hồng. Màu trắng và màu hồng cho em 109.000 không nhăn không nhầu và bên trong là có lót. Mã số lên cho em là 09 nhá. Màu trắng 09 màu hồng. Nha mọi người, 09 trắng 09 hồng đi. 09 trắng 09 hồng cho em 109.000 đồng cho em nhá mọi người ơi. 109.000 chốt mã số là 09 giùm em nhá mọi người nhá. Đó, ai lấy 09 thì chốt 09 đi. Cứ chốt đúng mã số thôi, lên quần bao nhiêu nữa? Yếm này, ok này, yếm này. Rồi các chị cứ chốt đúng mã số kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Đúng rồi, mã số kèm số điện thoại cho em là ok nhé mọi người nhá. Có bé gái bóng rổ không có rồi. Ok này, lên tiếp cho em mã số tiếp theo này. Quần, à cái này quần sót nè. Quần sót thì có đâu nhỉ? Đây quần sóc jean nhé mọi người ơi, lên cho em mã tiếp theo này, quần sóc jean này. Quần sóc jean cao cấp cho em mã số tiếp lên cho em là 08. Đây nhá, cho em mã tiếp này, quần sóc cao cấp cho em các siêu co giãn luôn. Áo thì không co giãn nhưng mà quần nhà em là luôn luôn co giãn các mẹ nhá. Quần sóc jean này. Đó, sóc jean cao cấp chị nào đặt rồi cho không phải comment lại đâu nhá. Từ 15 cân cho tới 40 cân em có đủ size. 15 cân tới 40 cân đủ size cho em với giá là 69.000 đồng cho em sóc jean. 69.000 lên cho em mã số này cho em là 08 dùm em. 08 à, lên áo đỏ phía sau đi rồi, ok chị ạ. Đấy, lại lên quần ống rộng. Rồi đợi em xíu nhá. Rồi lên cho em sọc jean này, sọc jean 69.000 đồng cho em thôi các mẹ nhá. 69.000 từ 15 cân cho tới tận 40 cân em đủ size này. Quần chip này. Rồi bây giờ ok lại, hết quần sọc này lên quần chip này. 69.000 đồng một cái cho em nhé mọi người, đợi em xíu nhá. Sọc jean này chọn họa tiết là ngẫu nhiên nhá. 15 cân tới 40 cân chị nào đặt rồi thì thôi ạ. Chị nào đặt rồi, comment rồi, đặt rồi thì thôi mọi người, chuyển ra đừng có đặt lại nhá mọi người, dành cho những chị khách mới vào. Quần sọc 69.000, mã số là 08 dùm em nhá mọi người ơi. 08 69.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 08 kèm số điện thoại em có đơn này. Các chị nhớ lên số điện thoại 08 kèm số điện thoại mới có đơn. Các chị không lên số điện thoại em không chốt được. Chắc các chị ơi phải có mã số kèm số điện thoại cho em nhá mọi người. Tại vì khách nhiều lắm em không thể thấy được chị nào không lên số điện thoại đâu. Chị nào không có số điện thoại là qua luôn, là không có đơn đâu mọi người ạ. Không có 10 cân rồi. Em phải, em có size từ 15 cân 3 tuổi trở lên đến 40 cân cho em nhá. 0869.000 đồng cho em sọc jean. Đó, mẹ nào lấy 08 chốt 08 quần sọc và 69.000 thôi ạ. 69.000 đồng cho em này. Đó, 69.000 đồng cho em 08 nhá mọi người ơi. Mẹ nào lấy 08 chốt 08 cho em đi. 69.000. Chất này lắm, co giãn cho em này. Đó, cam kết nha, co giãn này. Đó, sướng chưa? Cam kết co giãn cho các mẹ luôn. 69.000 cho em nhá mọi người. Nhưng mà chọn hình ngẫu nhiên nhá. Chọn hình ngẫu nhiên nên là các chị có thể chọn được hai quần, hai hình khác nhau nha mọi người nhá. 69.000 quần sọc này nha mọi người nhá. 08 là quần sọc jean cho em đi. Rồi lên quần, lên cái áo đỏ, đỏ đỏ này nhá. Lên cái áo đỏ đỏ này nhá. Yếm ơi, chị đây, Yếm đây nhá. Yếm không có áo đâu. Yếm 99.000. Yếm là không có áo, mã số là 16 đúng không? Yếm là mã số 16 và không kèm áo nhá. Yếm là 99.000 cho em. 18 cân tới 50 cân yếm 99.000 cho em nhá. Đó. Rồi lên cho em này, áo dạ này. Đây cái áo dạ này. Đây cái áo dạ canh mặc này. Đây áo canh mặc mã số là 17 đúng không? Đây hôm nay chị ân cái này nhá. Mã số lên là 17 cho em áo khoác dạ cao cấp này. Áo khoác dạ bên trong là hai lớp. Không có áo phông mọi người ạ. Hiện tại thì áo phông còn nhưng mà còn size bé lắm. Đây lên cho em áo dạ cao cấp hai lớp này. Đó, cái này lót mic ở bên trong rất là đẹp nha mọi người nhá. Cái này nó đúng form mà nó đẹp lắm. Đây áo dạ cao cấp và canh em mặc này. Đó, canh em mặc cái áo trắng này. Đây bên trong là trắng này luôn này. Áo dạ này, 17 cân tới 35 cân áo dạ em tặng các mẹ hôm nay nhá. 149.000 một cái.
nghìn, số điện thoại cho em 149.000, 17 cân 35 cân, em có size nhá, 49 tuổi, mang vừa chiếc áo này. Đó, chốt cho em mã số này là 17 này. Phạm Thị Vinh có thấy này, mua quần nhà mà không có áo đến mặc. Trời ơi, nhà em hết áo rồi tình yêu ơi, thôi chịu khó là phối với áo ở nhà giùm em nhá. Rồi ok, mẹ nào lấy áo dạ thì chốt cho em mã số là 17 149.000 nhá. 149.000 này, quần bo gấu hả? Đây quần bo gấu nhá. Lên quần bo gấu này. Đặt mã bo gấu cho chị với nào. Rồi quần bo gấu này. Thấy chị Phạm Thị Vinh, em thấy các chị đấy, mọi người ơi, lên cho em mã số cảnh số thoại nhá. Cú pháp em đặt ở bên dưới thì các chị chỉ khó lên số thoại cho em đi, không có số thoại em không chốt được đơn đâu. Mã số cảnh số thoại trên một dòng để có đơn. Mã đầu tiên đặt hàng là phải có số thoại rồi nhá. Rồi lên cho em này, quần bo gấu đấy, mã số lên là 11 này. Đây nhá, cái này lên cho em này, mã số cho em là 11 này. Quần bo gấu cao cấp cho em mã số là 11 cho em này. Mã số 11 cho em với giá tri ân này, 99.000 một cái. Mã số lên là 11 cho em, giá bambo cao cấp cho em. Từ 17 cân cho bé tới 45 cân đủ size. Từ 17 cân cho tới 45 cân em có đủ size cho em với giá này, tri ân cho em nhá. Giá tặng 99.000 bo gấu, mã số lên là 11 giùm em. 11 cái số thoại em có đơn. Mình nhận được đồ rồi, đẹp lắm bạn ơi. Cảm ơn chị Quý Phúc nha, cảm ơn các chị nha mọi người nhá. Hết cái lề này xong em lên quần chip này. Hết cái quần này xong em lên quần chip, tặng quần chip nha. Ok rồi, ok mọi người nha. Lấy 11 chốt cho em ạ. Đây là bo gấu dáng bambo ấy mọi người nhá. Cái này bên dưới là gió là bambo này. Đó, nó dáng bambo đẹp lắm. Cái này là bên em phải gọi đây là quần bom tấn. Tại vì cái bán cái quần nó có quá là kinh khủng luôn. Tại vì khách mua bé thích cái này lắm. Hầu như các bé rất là thích. Họa tiết chọn ngẫu nhiên cho em nha các mẹ nhá. Có thể chọn hai quần hai hình khác nhau, 99.000 đồng một quần thôi ạ. Đấy, chất mềm giãn cho em quay giặt máy thoải mái nha mọi người ơi, cam kết kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Ship 30.000 toàn quốc và đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên giúp em. Em có quần suông dài nha mọi người nhá. Chỉ có yếm ở sau. Có yếm à, nếu như mà chốt mã yếm thì cứ lên mã yếm kèm số điện thoại là được mà, không cần em đọc số điện thoại, à, không cần em đọc chốt đâu các mẹ ơi. Không cần em đọc chốt đâu, có đơn hết. Tại vì comment nó nhiều lắm mà em like 2-3 cái điện thoại thì làm sao đọc hết được không. Nhá, 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Cái này lên là mã số là 11. Kèm số điện thoại, kèm cân nặng trên một dòng là có đơn. Nhá, lên đúng cú pháp cho em nhá mọi người. 11 kèm số điện thoại, kèm cân nặng em có đơn. 99.000 đồng cho em nhá mọi người ơi. 99.000 hoa tiết ngẫu nhiên, có thể chọn hai hình hai quần khác nhau. Chị nào đặt rồi thì thôi, không phải comment lại đấy nhá. Đúng không, quần bo gấu, mã số là 11 cho em. Họa tiết ngẫu nhiên nha các chị ơi, hình có một xíu cái hình đấy ngẫu nhiên thôi mọi người ạ. À, chị nào đặt rồi thì thôi mọi người nha. Chị nào đặt rồi thì thôi nhá mọi người ơi, đừng có đặt lại nha. 17 cân cho tới 45 cân em có đủ size nhá. Từ 17 cân 1m15 trở lên nhá, 4 tuổi trở lên là mang được rồi đấy. Cho tới 45 cân này, bé cao 1m45 quay đầu với giá 99.000 đồng. 99.000 đồng. Mẹ nào lấy 11 chốt 11 kèm số điện thoại em có đơn quần bo gấu nha các mẹ nhá. Quần bo gấu cho em 99.000 đồng. Không đẹp không lấy tiền luôn mà. Bên ngoài bán 250 một cái, mua nhà em nhá. Khẳng định luôn, mua nhà em hai cái quần mua bằng mua ngoài một cái. Mua nhà em hai cái kèm ship mà còn chưa bằng giá bên ngoài đâu. Bên ngoài người ta phải bán 250 một cái đấy. Tại vì cái này form nó to lắm, 45 cân này, 1m45 quay lại cho em nhá. Size bắt đầu là 17 cân 1m15 trở lên, cho tới 45 cân này, 1m45 quay đầu. Nhớ nghe em đọc cả chiều cao, không có cao quá không mặc được đâu nhá. Cao quá ngắn hết. Họa tiết ngẫu nhiên 99.000 một quần. Một quần cho bé gái nhá. 99.000 cho em bo gấu mã số 11 rồi. Em nhận được quần rồi, đẹp lắm. Rồi ok, các chị mà lấy khác nhau thì phải báo cho khách nha mọi người. À báo cho em nhá, mọi người báo với nhân viên ấy. Không có lại bị lấy giống nhau thì chết dở. Đấy nhá, không có các bạn ấy bảo cái nếu như mà đặt hai cái thì thường thường là hay sinh đôi á. Đấy, nên là các chị đặt là hai cái khác nhau cho em nhá mọi người nhá. 99.000 cho em nhá mọi người ơi. 99.000 chốt mã số này lên là 11 nhá. Ví dụ như mà ok, em đặt comment có nhiều comment quá. Quần sọc cho bé có quần sọc em mã 69.000 lúc nãy em lên rồi đấy. Quần bao gấu là mã số 11 nha các mẹ ơi. Ai lấy 11 chốt 11, 99.000 đồng cho em nhá. Ok nhá, bao gấu này mã số là 11 cho em này. 11, 99.000 này. Có quần ngang gối có luôn. Thôi em lên quần chip đã xong, lên quần ngang gối cho có nhiều khách đợi á. Nha, em lên quần chip đã vì nãy giờ lên quần rồi á. Rồi lên cho em này quần chip em tặng này các chị ơi, chip Nhật cao cấp cho em này. Đây nhá, trời ơi cái chip này em thề với các mẹ luôn nhá. Nhật
nhận là sướng, nhận là mê ấy. Sờ là sướng, sờ là mê ấy. Con mặc thích lắm. Đây này con, tại vì cháu nhà em hay mặc nên em biết rồi. Cháu nhà em là nó thường xuyên nó mặc những cái này. Nó lên nó bảo sướng lắm mợ ơi, là em đã biết là rất là đẹp. Vì em bán cái quần này chất này là 3-4 năm nay rồi, chứ không phải bây giờ mới bán nhá. Lên cho em này chip nhật cao cấp cho em nha. Chip nhật cao cấp này em có đủ size từ 25 cân đến 50 cân. 25 cân đến 50 cân để co giãn mà nó sướng lắm. Em thấy cái chất, các chị đã có biết cái chất chất bộ cai cai ấy, cái hàng cai cai ở bên Quảng Châu ấy, cái chất nó giống hệt như vậy luôn. Nó rất là mịn, càng mặc nó càng lì cái chất nha mọi người, chứ không bị rão nhá, không bay, không xù, không rão cho em. Lên chip cao cấp này. 5 cái nha. 5 cái em tặng này, 5 cái 89.000 đồng của chip này. 10 cái em tặng 149.000. Đấy nhá, 10 cái 149.000, tức là có chưa đến 15.000 một cái quần này. Bên ngoài đây là hàng hộp hẳn hoi luôn ấy, có size nhá. 25 cân tới 50 cân này có size có số này. Đấy, có size có số nhá. 25 cân tới 50 cân cho em. 5 cái quần chip tam giác em tặng này 89.000, nhưng mua 10 cái em tặng giá chỉ có 149.000 thôi, màu ngẫu nhiên cho em. Đấy, chỗ cái chip này đẹp lắm mọi người, màu ngẫu nhiên cho em có nhiều màu lắm nhá. Có rất là nhiều màu, bao chất cho các mẹ luôn, chuẩn hàng xịn cao cấp cho em. Nhá mọi người nhá, chuẩn hàng cao cấp cho em. 5 cái 89.000 đồng cho em, 10 cái chỉ có 149.000 đồng. Lên cho em mã số này, chip tam giác 5 và tiếp chip tam giác 10 nhá mọi người nhá. Cái gì nhỉ? Có mã 23 cân không chị? Quần à, quần chip thì không có. Quần chip phải từ 25 cân trở lên. Quần bò dài có nhá, quần dài có. Ui các chị chốt cái gì đấy? Sao có một chị lên cái quần xong số điện thoại là như thế nào ta trời. Quần vừa xong là mã số là 11 nhá. Quần vừa xong là 11 tá 99 đi. Rồi, quần vừa xong là mã số 11 là bo gấu. Các chị đừng có chốt nhầm. Mã số kèm số điện thoại cho em. Đây các chị lên này, chip tam giác 5 cái 89.000. Hoặc các chị ghi là tam giác 5 cũng được, hoặc tam giác 10 cho em nhá. Tam giác 5 hoặc tam giác 10. 5 cái 89.000. 10 cái 149.000 thôi. Trời ơi chuẩn. Ơi. Ờ đúng rồi, chân phải gì? Đúng rồi đó. Thì chưa lên cái váy nào. Ok nhá. 5 cái 89.000, 10 cái 149.000 lên cho em này. Chị ơi quần sọc thì cứ chốt quần sọc kèm số điện thoại là được nhá. Chip tam giác 10 cái có 149.000. Em thề với các chị nhá, sờ là sướng thôi mọi người ơi. Cái này là em bán cho trẻ em nên là em rất quan trọng về cái chất. Tại vì cái này là mặc ở bên trong. Con nhà mình mặc thoải mái thì con các chị cũng vậy. Nên em nói thật là em bán hàng có tâm cực kỳ luôn á. Bán một chục quần chip được lời 10.000. Đấy mọi người, em nói thật luôn. Chưa, các chị không bao giờ mua là cái quần 15.000 đâu. Em nói thật luôn, ra chợ quê không có, chứ đừng có nói là hàng xốp nha mọi người nhá. Vào, nói chung là ở các cái chợ gọi là thị trấn ấy, các cái này cũng phải 30.000 một cái. Bán tặng các chị 5 cái 89.000. Lên cho em là chip tam giác 5 cái và chip 5 cái 89.000. Chip tam giác 10 cái 149.000. Nên mua 10 cái, em nói khuyên thật sự luôn. Các chị ơi, nên mua 10 cái. Tại vì cái này làm sao hay sử dụng nhá mọi người, 3-4 tháng là bác sĩ là khuyến cáo là phải thay đồ lót cho con một lần rồi. Đây bên trong này, đây bên trong nhá mọi người, đây này. Đó, bên trong có một lớp kháng mùi dày dặn và thấm mồ hôi rất là tốt luôn nhá mọi người nhá. Những cái này hàng bé là toàn màu sáng để cho các mẹ theo dõi cho con, chứ đừng có mặc màu đen, màu đỏ với mấy cái màu giống người lớn, nó không đúng. 5 cái 89.000, 10 cái 149.000. Các chị cứ chốt cho em này. Có chip đùi nhá. Thế nên là em mới bảo các chị là comment là chip tam giác 5 cái 89.000, chip tam giác 10 cái 149.000 đồng cho em. 25 cân tới 50 cân em có size, các mẹ ở chất đẹp lắm mà dày dặn sướng lắm mọi người ơi, không mua thì phí lắm. Chip tam giác 5 cái 89.000 nhá, chip tam giác 10 149.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Đó, các chị chốt đúng mã số cho em với. Các chị ơi, quần bò em vừa lên, từ từ đợi em một xíu, lên chip xong rồi em lên quần nha mọi người. Đợi em xíu đi. Đó, màu ngẫu nhiên. Bao kiểm tra hàng thoải mái, em bán 149.000 một chục này. Em cho các chị kiểm tra hàng thoải mái nha mọi người ơi. Nha mọi người ơi, kiểm tra sờ sướng lắm nhá, sử dụng còn sướng hơn nha mọi người. Càng mặc nó càng đanh cái chất và nó mịn, nó lì chất chứ không bao giờ bị xù và không bị rão luôn cho em. Mua là nghiện nhà em luôn. 5 cái chip tam giác 89.000, các chị comment này. 5 chip tam giác 89.000, 10 chip tam giác 149.000 đồng cho em nhá mọi người, chốt đúng mã số kèm số điện thoại. Mã số chip tam giác 5 hoặc chip tam giác 10 kèm số điện thoại, không có số
điện thoại là em không chốt đơn được nha mọi người nhớ nha. Mã số chip tam giác 5 hoặc chip tam giác 10 cho em. 5 cái 89.000, 10 cái chỉ có 149.000 đồng cho em. Lấy của ai cũng được, cứ lấy 5 hoặc cái hoặc 10 cái là được ok. Đây áo lá tặng combo này, combo áo ngực cho em này. Em thề luôn nhá, các cái hàng chip này em quan trọng về cho chất cho các con lắm. Em không bán vớ vẩn đâu mọi người, toàn hàng Quảng Châu cao cấp ấy, toàn hàng xịn ấy. Cái này bên ngoài các chị chả mua 35-40.000, nó nằm ở hàng hộp đấy mọi người, có size mà, nó có size số đấy. Nha mọi người, rồi lên tiếp cho em này, cứ chốt chip tam giác 5 hoặc chip tam giác 10, kèm cân nặng cho em và số điện thoại cho em nhé mọi người. 5 cái 89.000, 10 cái 149.000. Đây, lên tiếp cho em áo lá cho con nhá. Áo lá này, các cái khoản này là không thể thiếu được, tại vì là mặc bên ngoài đẹp và bên trong mà không mặc các cái này, ví dụ con lớn rồi là đầu ti có rồi nên các chị phải mua các cái này mặc cho con này. Áo lá này, áo lá ở sau nhá mọi người ơi, ở sau là em làm là dây mảnh, dây mảnh để cho các con là mặc ở bên trong với cái thời tiết nóng này, chủ yếu là em bán miền Nam là chính mắt, ở bên trong cho nó thoáng, dây không bao giờ bị ráo luôn. Thì cái này dây xuống cực đây phần trong này, đấy rất là đẹp luôn, nó không bị ráo mọi người ơi, nó co giãn rất là tốt nhưng mà nó lại không bị ráo ấy, tức là nó không bị giãn quá ấy, mọi người nhá, nó không bị bay ấy. Size cho bé là từ 30 cân tới 50 cân cho em này. Áo lá nhá, bán combo nhá, 3 cái áo lá từ 30 cân cho tới 50 cân em tặng này, 69.000 combo 3 cái. Đây các chị cứ chốt combo áo lá 69.000 nha mọi người nhá. Đây cái này combo em tặng 3 cái áo lá, em tặng có 69.000 thôi ạ. Bên trong có mút đẹp. Đây này, bên trong em có mút đẹp nhưng mà mỏng thôi và có thể tháo rời được mọi người nhá. Đây này, cái này có chỗ tháo rời này. Các chị không, con không thích mặc đệm thì các chị tháo ra cho con cho em này. Đó có một tí cái phần này là tháo đệm ra nhá mọi người nhá. Nhưng mà em thấy mặc đệm nó đẹp ấy. Áo lá nhá, combo áo lá 69.000 ba cái cho em. Các chị lấy hai combo thì ghi là hai combo áo lá hoặc là một combo áo lá cho em. Có nhiều màu lắm mọi người ơi, màu này chọn màu ngẫu nhiên nhá. Ba cái 69.000 thôi, 30 cân tới 50 cân. Màu hồng này, màu ghi này, màu trắng này, màu đen này, màu da này, nói chung có nhiều màu lắm. Đây này, em có rất là nhiều màu luôn. Có rất là nhiều màu nha mọi người ơi, dây mảnh nha mọi người, dây mảnh là sẽ mặc cái phần lưng của con là rất là thoáng. Nếu như mà mặc cái bản to thì mặc giống như thì mặc hai áo luôn là nó nóng lắm. Rất là nóng luôn, tại vì là em cũng hay mặc các cái dạng bờ da bên trong ấy, nên là em phải mặc dây mảnh nó rất là thoáng luôn, rất là thoải mái luôn. Dễ chịu. Đấy, combo 3 áo lá 69.000 lên màu ngẫu nhiên cho em nha mọi người nha. Lên màu ngẫu nhiên cho em, đúng rồi. Chốt cho em là một combo áo lá hoặc hai combo áo lá cho em. Nhá mọi người nhá, còn chip thì phải chốt chip đúng là chip tam giác đấy, không có chip chốt nhầm đấy nhá, tí em lên cả chip đùi là nhầm đấy nhá. Đó này, áo lá này màu gì cũng có luôn nhưng mà đi màu ngẫu nhiên cho em rồi nhá. 69.000 có 3 cái, 69.000 3 cái liền. Bên ngoài người ta chả bán 45.000 một cái đấy nhá, em bán 69.000 3 cái liền nhá. Combo, bán combo chứ không bán một cái đâu. 3 cái 69.000 đồng cho em, chốt cho em là một combo áo lá hoặc hai combo áo lá là ok. Không không chọn màu các tình yêu ơi. Lưu ý nhé, không chọn màu nhá mọi người ơi. Ba cái nó đi ba màu hoặc là chịu khó là không chọn màu cho em đi, tại vì khổ lắm. Bán rẻ rồi sao chọn màu. Ok nhá mọi người nhá. Rồi, giờ đợi xíu em lên quần. Ok nhá, mẹ nào lấy áo lá thì chốt cho em áo lá kèm số điện thoại nhá. Một combo áo lá hoặc hai combo áo lá cho em là ok nhá. Đơn hàng của em giữ không? Chị Quy á, không biết được, nếu như mà chị không hẹn khách giữ là không giữ được. Rồi ok nhé mọi người, ai lấy áo lá thì chốt combo áo lá 3 cái 69.000 này, 3 cái 69.000. Rồi đây có chip đùi này, lên chip đùi là xong lên quần nhá. Tại vì lên chip một thể luôn đi cho là xong luôn đi. Rồi muốn hụt nước nhé mọi người, nói hết cả hơi ạ. Em nghĩ 3 ngày hôm nay em phải gặp khách em nhớ. Lên cho em này chip đùi, đây chip đùi mà các chị mong đợi đây. Hàng Quảng Châu cao cấp nha mọi người nhá. Đây hàng Quảng Châu cao cấp, chắc các chị nhìn mát là biết rồi này. Đó nhá, có size này. Size là từ ML, XL, 2XL nhá. Chip đùi, đây lên cho em chip đùi này. 10 cân cho tới 27 cân thôi. Cái này không có size to đâu. Từ 10 cân tới 27 cân cho em chip đùi nhá. Bình thường là bên ngoài là bán là 100.000 ba cái là rẻ nhất nha mọi người nhá. Cái đây này. Nhưng nhà em bán tặng các mẹ này, size 10 cân cho tới 27 cân cho em nhé mọi người. Chip đùi này 5 cái 95.000, nhưng mua 10 cái chỉ có 179.000 chip đùi. Đây cái này con nhà em hay mặc lắm, cái này con nhà em toàn mặc cái này không
chị nào lấy chip tam giác là có men chip tam giác, còn chị nào lấy chip đùi là có men chip đùi này. Chip đùi là 10 cân này, cho tới 25-27 cân, 5 cái 95 nghìn, nhưng mua 10 cái là 179 nghìn. Đấy, bên ngoài các chị hay mua thì là biết 100 nghìn 3 cái, em không nói sai đâu. Cái này em nói sai là nói thật luôn nhé, em bán rẻ quá đấy. Đây này có sai có số nhá mọi người, cái này là sai từ MLXL 2XL cho em nhá, là từ 10 cân, em đánh là từ 10 cân cho tới 27 cân. Các chị phải comment đúng là chip đùi 5 hoặc chip đùi 10 cho em nhá. 5 cái 89 nghìn, 10 cái 149 nghìn cho em nhá. À quên, 10 cái 179 nghìn nhá. Chip đùi 5 cái 95 nghìn, em vừa nhầm sang cái chip tam giác, em đặt nhầm giá đấy. Nhiều số quá đập nhầm giá. 5 cái 95 nghìn, chip đùi 5 hoặc chip đùi 10 kèm số thoại nhá. Không có số thoại em không chốt được. Các chị ơi nhớ là đi đơn hàng phải trên 2 sản phẩm trở lên, tức là đơn phải trên 100 nghìn đồng trở lên cho em nha, mới được gọi cho đơn hết ship 30.000 toàn quốc cho em. Đơn hàng trên 550.000 em miễn phí ship cho các mẹ. Trên 500 đến 600 em sẽ miễn phí ship rồi nhá. Rồi ok, chip đùi 5 cái 95 nghìn, chip đùi 10 cái 179 nghìn. Các chị phải comment đúng nhá, kèm số điện thoại trên một dòng để có đơn nhá. Các chị yêu nhớ chưa? Rồi lên quần. Đây, tặng quần, đây quần ngố này. Đây, tặng tiếp này, mã số tiếp theo. Mọi người chia sẻ like cho em rồi đi. Rồi, ok nhá. Thế thì chị lên quần váy nhá. Rồi lên tiếp cho em này, quần giả váy này. Mã số tiếp cho em này, mã số là 13 nhé mọi người ơi. Lên tiếp cho em quần váy này. Đây, cái này là quần váy nhá, quần váy cao cấp này. Nó xịn sò hơn quần sóc. Chứ chị lên quần váy trước hay quần sóc trước đó? Sóc vừa lên. Sóc vừa lên rồi đúng không? Rồi cái này lên cho em là quần váy cao cấp này. Quần váy cao cấp cho em nhá. Size cho bé này từ 15 cân cho tới 45 cân đủ size. Đấy, bên trong nó là một cái quần sóc đũng rất là dài nha mọi người nhé. Đây, cái form nhà em nó chuẩn form nên là cái đũng quần nó dài lắm, chứ không phải là cứ che lại là như thế này, bên trong nó là ngắn đâu nha mọi người. Đũng của em rất là dài này, con mặc cực kỳ thoải mái và không bị hở hang. Đấy, cái quan trọng nhất là không bị hở nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này. Bên trạ bên ngoài là có cúc này, dập cúc bằng máy nhá. 15 cân tới 45 cân chốt cho em quần váy mã số là 13, 79 nghìn đồng một quần thôi nhá. 79 nghìn, 15 cân tới 45 cân em có size 79 nghìn, chốt cho em mã số này là 13 dùm em này. 13 kèm số thôi, em có đơn quần giả váy cao cấp cho em nhé mọi người. Quần váy cao cấp 79 nghìn đồng cho em. 79 nghìn đồng một quần váy nha mọi người nhá. Chốt cho em mã số này là 13 kèm số điện thoại cho em có đơn nhá mọi người nhá. À, lên quần qua gối đi, rồi từ từ để em xem cái size bên kia còn size gì đã nhá. Áo đỏ phía sau, áo này là 149 nghìn, chị comment là áo dạ cho em nhé. Comment là áo dạ 149 nghìn, vừa lên rồi. Chip tam giác không có bé 37 cân, chip tam giác em chỉ có size 27 cân quay đầu nha mọi người nhá. Em có cái size gì thì em sẽ đọc lên sản phẩm rồi, nên mọi người không có size to hơn hoặc là bé hơn đâu ạ mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em là quần váy này, mã số cho em là 13. Có chip đùi 13 cân mà, chip đùi nhà em từ 10 cân trở lên mà, 10 cân tới 27 cân mà chị nhá. Đó, nghe rõ cho em với. Rồi, vì em để rất là lâu rồi ấy. Cái này lên cho em là quần váy đi. Họa tiết ngẫu nhiên nhá. Họa tiết là ngẫu nhiên. 79 nghìn, 15 cân tới 45 cân em có size nhá mọi người ơi. 15 cân tới 45 cân em có đủ size. Giá tri ân 79 nghìn, rất là mềm. Phải gọi là rất là mềm. Rất là mềm luôn nhá. Quay giặt máy giặt thoải mái, con mặc cực kỳ thoải mái luôn. Ở phần sau nó là quần đấy mọi người nhá. Ở phần sau nó là quần đấy các mẹ. 79 nghìn đồng chốt cho em mã số này là 13 cho em nha. Bộ tay dài hiện tại em đang hết rồi chị yêu ạ. Áo dạ đỏ này không có 46 cân rồi. Áo dạ đỏ em chỉ có size để 35 cân thôi là hết size rồi nhá. Rồi ok nhá. Đầm trắng phía sau 109 nghìn, mã số là 09 nha chị yêu nhá. Quần suôn dài rồi, đợi em xíu. Rồi cái này chốt cho em là quần váy đi các mẹ nhá mọi người. Sau rồi em lên cho nhá. Quần váy mã số lên cho em là 13 nhá mọi người ơi. Đây là họa tiết này ngẫu nhiên này, quần giả váy nhá. Mặc rất là dễ chịu luôn, mặc thoải mái ấy. Cái này mặc đi chơi đẹp lắm. Mặc đi chơi, mặc ở nhà rất là thoải mái nhá mọi người. Chất nó mềm lắm. 15 cân cho tới 45 cân em có đủ size nhá. 15 cân đến 45 cân em có đủ size. 79 nghìn. Cứ ngồi xuống mà chốt đi sao đứng.
phần trên, làm đẹp từ phần trên xuống bên dưới nhưng không hề bị nát ly luôn. Tức là các chị có quay giặt máy giặt thoải mái cho em nhé, quay giặt máy giặt thoải mái cho em để không nát ly, em cam kết luôn nhé. Size từ 25 cân tới 50 cân cho em cái chân váy này. 20 cân tới 50 cân là bên trong là có quần. Bên trong có quần bảo hộ cho con này. Tặng 79.000 một cái chân váy sọc này. 79.000. Lên cho em sọc đen và sọc nâu. Khóa nhá, cái này là hàng khóa nhá, không phải hàng chun. Cái này hàng khóa từ 25 cân nhưng mà phải 5-6 tuổi trở lên để mang được ấy. 25 cân phải 5 tuổi trở lên nhưng mà bé phải đậm đậm người là phải 25 cân trở lên chứ đừng có trừ hao mà 20 cân đặt lên 25 cân là không vừa đâu nhá. Chính xác là phải 25-27 cân mới mang được cho em cái chân váy này. Đến 50 cân quay đầu, đặt mã số. Đặt mã số em. Mã số lên cho em là 21 nha mọi người. Mã số 21 cho em với giá là 79.000 đồng cho em mã số 21 này. Đó mẹ nào lấy 21 chốt 21 màu sọc nâu hoặc 21 sọc đen 79.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. Mã số 21 cho em. Đúng rồi, đây là chân váy sọc, size từ 25 cân trở lên. Ở váy công chúa hiện tại em đang hết mọi người ạ. Các chị ơi, cứ em đặt size đến 45 cân thì các chị cứ chốt đến 45 cân đi rồi sẽ có nhân viên tư vấn size. Các chị không cần hỏi em là size gì đâu mọi người, tại vì trên này em chỉ bán hàng thôi nha. Chị em không đọc cái size gì đâu nha mọi người nhá. Rồi mẹ nào lấy 21 cho 21 sọc đen là sọc nâu đẹp lắm mọi người ơi. Rất là tây luôn mà đẹp cực. Cái ly này nó không hề nát ly mà chắc nó rất là mềm nhá mọi người. Giá tri ân cho em này, mã số 21 cho em với giá là 79.000 từ 25 cân cho tới 50 cân đúng size. 25 cân tới 50 cân nhé. 50 cân bé cao 1m55 quay đầu cho em. Giá tri ân 79.000 đồng cho em nha mọi người nhé. 79.000 đồng chốt cho em mã số là 21 cho em. 21 sọc đen và sọc nâu nhé các mẹ nhé. Cái sọc nâu này đẹp nhờ, trên nhìn đây đẹp quá. Cái sọc nâu đẹp quá mọi người ơi, đẹp lắm. Nâu đen cho em, nâu hộp đen nhé. 79.000 thôi mọi người ơi, em tặng 79.000 nhé. Em cam kết với các mẹ là sẽ không bị nát ly này. Các chị có tặng thoải mái không nát được nha mọi người ơi, đẹp lắm. Còn bên trong là có quần nha mọi người ơi. Từ 25 cân tới 50 cân nhá. 25 cân tới 50 cân có 79.000 thôi ạ. Áp dụng chia sẻ like cho em ạ. 79.000 chốt cho em mã số là 21 giùm em nhá mọi người. 21 giùm em, đúng rồi, chốt mã số là 21 cho em 79.000 đồng cho em nha các mẹ nhá. 79.000 mã số 21 cho em này. Quần giá váy là mã số là 13 nhá chị Bùi Thị Linh nhá. Chân váy quần jean có chân váy luôn đấy. Rồi ok mọi người, hãy 21 chốt 21 cho em là chân váy sọc nhá. 21 79.000, 25 cân tới 50 cân á. Rồi ok nhá, đơn em còn không còn giữ đâu chị, Lương Huynh đặt lại đi nhá. Rồi lên cho em quần dài đây. Quần mà lúc nãy là đây, lên cho cái quần baggy nhá. Đây mã số tiếp lên cho em quần baggy mã số bao nhiêu đây em? Mã số tiếp theo cho em quần dài này. Đây là dáng baggy dài nhé, dáng truyền thống. Mã số lên cho em là 10 này. Đây, mã số 10 cho em, size cho bé là từ 20 cân cho tới 50 cân em có size. Quần baggy mã số lên cho em là 10. Xin cái ớt ơi. Hương. Rồi mã số lên cho em là 10 cho em và giá 99.000 đồng cho em nhé mọi người. Mã số lên cho em là 10 này. Đây quần baggy cho em mã số 10, 99.000 đồng cho em nhé mọi người. 20 cân cho tới 50 cân. Bé cao 1m2 cho tới 1m50 quay đầu cho em. 99.000 đồng cho em nhé. Chất mềm, dinh mềm cho em này. Đấy, rất là đẹp luôn. 99.000 đồng cho em mã số này lên là 10 cho em. Họa tiết là theo ngẫu nhiên. Có thể chọn hai hình hai quần khác nhau được nha mọi người. Đấy, lên cho em mã số này lên là 10 cho em. 99.000 đồng cho em nha mọi người nhé. Nga Nam à, để em báo bưu điện nhá. Inbox cho em với chị Nga Nam ơi. Áo jean ok chị. Rồi mẹ nào lấy 10 chốt 10 cho em. 99.000 đồng cho em mã số 10 cho em nhá. Quần baggy ống đứng nhá. Baggy ống đứng này từ 20 cân cho bé tới 50 cân. Và bé cao 1m20 trở lên đến 1m55 quay đầu cho em nhá. Đấy, cân nặng là đến 50 cân quay lại. 99.000 một cái chốt cho em mã số này lên là 10 cho em. Đó, mẹ nào lấy 10 chốt 10 kèm số thoại này. 10 kèm số điện thoại mới có đơn nhá. 10 kèm số điện thoại cho em. Đó, mã số cho em là 10 kèm số thoại. 99.000 đồng cho em nha các mẹ nhá. 99.000 đồng một quần. Mã số lên là 10 cho em là ok nhá mọi người nhá. Đúng rồi, mã số 10 này. Đây, áo khoác jean này. Áo khoác jean này. Đây nhá. Áo khoác jean cho em này.
tới bé 50 cân quay đầu nhá. 50 cân thì bé cao 1m50, quay lại thì cái form này nó là form dáng vừa. 109.000 đồng cho em. 109.000. Lên cho em mã số là 07 dùm em. Đấy, không phải áo khoác gì. 17 cân tới 50 cân em có đủ size nhá, chia sẻ like cho em. Chọn họa tiết là ngẫu nhiên nhá. Tương tác tặng 109.000. Form rất là mềm và đứng dáng cho em rất là đẹp luôn. 109.000 chốt cho em áo khoác jean 07 dùm em nha mọi người. Đúng rồi, chốt cho em là 07 kèm số điện thoại, kèm cân nặng, em có đơn áo khoác nha. Trời ơi, có 109.000 các mẹ ơi, bên ngoài người ta đang bán 200-300.000 đấy. Bên ngoài đang bán 200-300.000 đấy nha em. Tặng 109.000 cho các mẹ luôn. Tặng 109.000 cho các mẹ luôn nhá. 17 cân tới 50 cân em có đủ size. 17 cân tới 50 cân em có đủ size. 109.000 đồng cho em và chọn hình ngẫu nhiên. Chốt cho em là 07 kèm số điện thoại, em có đơn nha các mẹ nhá. 07 đúng không nha mọi người? 07 kèm số điện thoại, em có đơn. 109.000 cho em này. Đẹp quá. Áo khoác gì là 07 nhá. Rồi tiếp lên cho em này, quần suông dài này. Lúc nãy chị vừa lên quần vest gì nữa. Đây quần suông dài này. À, quần bo gấu là mặc bao nhiêu em? Bo gấu là 11 à. Rồi lên tiếp cho em quần bo gấu này. Quần bo gấu là mã số là 11 dùm em nhá. Đây bo gấu này. Quần bo gấu này mã số tiếp lên cho em là 11, dáng bang bơ rất là đẹp luôn. Mã số cho em là 11 này. Em có size cho bé là từ 11 nhá. Size cho bé là từ 18, 17 cân tới 50 cân đủ size. Mã số lên cho em là 11. Đây quần này là lên là bo gấu ấy, cái dáng nó sẽ hơi thụng thụng và bên dưới là có một cái bo chun này. Đấy, bên dưới là có một cái bo chun. Mã số lên cho em là 11 cho em với giá là 99.000 luôn nhá. Em tặng 99.000 chiếc quần bo gấu này. 99.000 đây là mặt sau này mọi người, rất là đẹp luôn đấy, rất là đẹp luôn. Họa tiết là ngẫu nhiên, đây là quần bé gái nhá. Đấy, họa tiết là ngẫu nhiên thì các mẹ có thể là chọn hai hình hai quần khác nhau được. 99.000 quần bo gấu này, mã số là 11 dùm em nhá mọi người. Đấy, ai lấy 11 chốt cho em ạ. 11 kèm số điện thoại, em có đơn dáng băng bơ này. Bé 17 cân này, 4 tuổi nhá. Cao 1m15 trở lên. Cho bé tới 45 cân và bé cao 1m45 quay đầu. Để em đọc giá chiều cao và cân nặng thì các mẹ ướm vừa vừa cho con thì đặt hàng nhá. Mã số là 11, 99.000 một quần. Đây, họa tiết này là ngẫu nhiên này. 99.000 lên cho em là 11 kèm số điện thoại, em có đơn nha các mẹ nhá. 11 cho em này. Quần giá váy là mã số 13 nhá, chị Lựu Lê nhá. Quần giá váy là 13. Đúng rồi mẹ người nhá, chốt cho em là 11 cho em, 99.000 đồng cho em. 11 kèm số điện thoại, em có đơn nhá mọi người. 11 kèm số điện thoại, em có đơn nhá. Đấy, quần này lên là 11 kèm số điện thoại, em có đơn. 17 cân đến 45 cân đủ size ạ. 99.000 đồng và họa tiết là ngẫu nhiên nhá mọi người ơi. Chọn họa tiết ngẫu nhiên cho em, 99.000 một quần cho em, chốt 11 cho em là ok nhá. Khá là đẹp luôn. 99.000 đồng chốt cho em 11 kèm số điện thoại, em có đơn nhá mọi người. 11 đúng rồi. 17 cân tới 45 cân cho em quần jean. Chị Lương Huynh, chị comment mã số đi nào Lương Huynh nhá. Mã số 11 kèm số điện thoại là mới có đơn nha các mẹ nhá. Comment đúng cú pháp là mới có đơn chứ sai cú pháp là không có đơn đâu. Đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên giúp em để có đơn nha các mẹ nhá. 99.000 mã số cho em là 11, dáng băng bơ bo gấu này, đẹp lắm mà chất nó mềm đúng không ạ? Mua nhà em 2-3 cái quần mà bằng mua ngoài một cái. Nó thật sự luôn đấy, chân tình luôn. Đấy, rất là đẹp, dày dặn nhá, co giãn cho em, quay giặt máy thoải mái cho em nhá. Chốt mã 11 kèm số điện thoại. Chọn hình ngẫu nhiên. Đây, chọn hình ngẫu nhiên, 99.000 đồng mọi người ơi. 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Rồi bây giờ em lên quần suông cho nhá. 11 kèm số điện thoại cho em nhá. Đúng rồi, 11 kèm số điện thoại cho em, 99.000 cho em này. Đó, đây là dáng bomber nhá mọi người. Váy hồng là cái này à chị? Đây cái này đúng không? Váy hồng là cái này đúng không? Mã số 22 này. Đây cái này lên cho em mã số 22 nhá. Em có size cho bé là từ 22 này, từ 20 cân đến 40 cân đủ size. Mã số 22 em tặng 109.000 cho em váy của Bèo này nhá. Mã số 22 này. Đó, cái này chốt cho em mã số là 22, 109.000 cho em này. Chất boy, cái này là chất full boy rất là mềm. Màu xanh và màu hồng nhá mọi người nhá. Tiếp này. Có quần bé trai, em không bán đồ bé trai rồi. Tiếp nha, mã số này chị nhận đồ rồi ý, chim ưng luôn. Cảm ơn chị Hương Giang Vũ nhá. Có quần yếm dài, chị Phương Mai ạ, có được không? Có quần yếm dài ấy chị ạ.
xuông dài này. Xuông dài cho em nhé mọi người nhé. Tiếp này, mã số xuông dài là 14 đúng không? Rồi lên cho em quần xuông dài. Quần xuông dài nhé mọi người nhé. Xuông dài cho em mã số lên cho em là 14. Xuông dài giúp em này, 14 nhé, 14 cho em này. Đó, mã số tiếp cho em là 14 này. Em có size cho bé là từ 14 nhá. Em có size từ 18 cân cho tới 55 cân có size. Một mà bé cao 1m18 này cho tới 1m6 quay lại. Lên cho em quần suông dài tặng 99.000 luôn nhá mọi người nhá. Suông dài 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Đó, mẹ nào lấy suông dài chốt cho em mã số này lên cho em là 14 đi, suông dài là 14 giùm em nhá, 99.000 đồng cho em suông dài nhá các mẹ nhá. Đúng rồi, suông dài mã số lên là 14 đi. Có quần yếm dài không, size 50 cân có chị ạ. Có quần yếm dài đợi em xíu nhá. Cái gì bé cao mới 15 cao 1m35. Có size vậy không? Ok chị ạ, cô gái nông thôn này có size đấy chị ạ. Có size đấy chị ạ. Rồi ok mọi người, cái này lên là suông dài chọn kiểu ngẫu nhiên cho em nhé mọi người. Chọn kiểu ngẫu nhiên quần suông dài cho em. Đúng rồi, lên cho em quần xung dài là 14 và 99.000 thôi ấy. Em tặng 99.000 cho các mẹ luôn. Chân mềm co giãn 4 chiều nhưng mà chọn kiểu ngẫu nhiên nhé mọi người nhé. 14 này màu xanh bạc này. Đó, xanh bạc đang hot lắm. Rất là đẹp, xuông dài. Xuông dài 18 cân này. Bé cao 1m18 trở lên. 18 trở lên thì phải là tầm 5 tuổi trở lên nhỉ. Cho tới 55 cân nhé. Bé cao 1m6 quay lại, so mẹ to lắm, cái so mẹ rất là to, mẹ cũng bán tặng các mẹ là 99.000 thôi, 99.000 một quần nhà chọn kiểu ngẫu nhiên cho em nhá. Bình thường này em bán cái này ở trên mét nhá, cái này chỉ áp dụng, thấy chị lương thưởng này, cái này giá này chỉ áp dụng trên live cho mọi người ạ, còn nếu như các chị mà chốt inbox á, là cái quần này rơi vào tầm 119.000, nên là đừng dại gì mà vào inbox nha mọi người nhá, tại vì check inbox là em phải thuê nhân viên mà check inbox một sản phẩm một đơn nó bị lâu lắm, tức là 5-10 phút mới được một đơn hàng. Nên là giá nó sẽ bị cao hơn trên live đấy. Trên live một sản phẩm em bán đây, một sản phẩm khi live là bán được tầm 50-100 sản phẩm, nhưng mà khi check inbox là 5-10 phút mới được một đơn. Đấy, nó dở ở đây. Nên là các chị nên chốt live, em thấy chốt live là giá nó rẻ hơn, mà đợi chốt đơn, đợi gọi điện chốt đơn cho em nhá. Nên là không phải inbox đâu các mẹ, cứ lên mã số 14 kèm số điện thoại đây là suông dài 99.000. Họa tiết theo nói chung là nhiều họa tiết. Quần ngẫu nhiên mọi người chọn ngẫu nhiên cho em với nhá mọi người nhá. 99.000 đồng cho em này. 99.000 chốt cho em mã số này cho em là 14 nha. 14 kèm số thoại em có đơn nha các mẹ nhé. Mã số 14 kèm số thoại em có đơn, 99.000 suông dài cho em là ok. Đó, suông dài mã số là 14 cho em là ok nhé. Chọn kiểu ngẫu nhiên nha các chị nhé. Chọn kiểu ngẫu nhiên cho em 99.000, chọn kiểu ngẫu nhiên cho em này. Đó, 99.000 cặp chung mềm. Nhớ là chọn kiểu ngẫu nhiên chứ không chọn kiểu được đâu các mẹ nhé. 99.000 chốt mã số là 14 dùm em nha mọi người ơi. 14 kèm số thoại em có đơn suông dài, 14 kèm số thoại nhá. 14 kèm số thoại cho em 99.000 đồng. Chia sẻ like cho em với nhá. Suông dài nha mọi người. Suông dài này. Đó, à, váy trắng này là 09 nhá tình yêu ơi. Đây váy trắng này lên cho em là 09 nhá. Size là 18 cân đến 38 cân có size nhá. Đây cái này lên mã số này là 09 cho em này. 18 cân đến 38 cân em có size 09 này. 109.000 cho em. Đây lên cho em mã hàng này là 09 màu hồng và 09 cho em màu trắng nhá. 09 màu hồng và 09 màu trắng nhá. 109.000 đồng cho em tay dài. Đây tay dài cho em này, 09 là dáng suông ấy, dáng bèo suông cho em, vào bên trong này đang mặc đây này. Đây cái bạn canh này đang mặc đây này. Đây bạn canh này đang mặc cái váy trắng đây này. Đó nhá. Đây là 09 này, 109.000 đồng cho em 09 này. 09 nhá. Có bò jean cho bé 20 kg không em? Có chị yêu ơi, có nhá. Ok, cái nào cũng có 20 kg hết mà. Rồi tiếp nha mọi người, ai lại 09 chốt 09 trắng, 09 hồng cho em 109.000, 18 cân tới 18 cân cho tới 38 cân đủ size nhá. Rồi tiếp này quần ngố này. Em tặng cái quần ngố rẻ lắm mọi người, chia sẻ like cho em với đi. Mã số lên cho em là 12 này.
giùm em đi. 12 kèm số điện thoại kèm cân nặng, em có đơn 59.000 đồng cho em ạ, số 12 nhá. 59.000 một cái, chất mềm đẹp lắm mọi người ơi, 59.000 này. Nhớ đi đơn 2 sản phẩm trở lên để đừng gõ chốt đơn nhé mọi người ơi, đơn phải trên 100.000 đồng cho em nha. 59.000 mã số 12 quần ngố này. Cái size còn ít lắm mọi người, cái này còn ít lắm nên là mọi người lên cân nặng đi nhá. Mã số kèm số điện thoại kèm cân nặng cho em. Tặng 59.000, 59.000 chốt mã 12 này. Tiếp này quần chân váy á, ở đây có chân váy jean nhá. Em có chân váy jean là 05 đúng không? Đây chân váy jean này, chân váy jean cho em là 05 này. Chân váy jean nhá, mã số cho em là 05 này, chân váy có quần bên trong này. Chân váy jean nhá, từ 15 cân cho tới 45 cân em có đủ size. Chân váy jean mã số cho em là 05 này. 79.000 một cái thôi chân váy này. Bộ thu đông hiện tại là em đang hết rồi chị ạ. Chưa về thêm cơ. Các chị này có men mã số kèm số điện thoại trên một dòng cho em là được nha các mẹ nha. Đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em. Rồi cái này lên cho em chân váy jean nhá, có quần bên trong chất rất là mềm. Cái này là chân váy mặc nửa đùi rồi đấy mọi người, dáng A nhá. Cái này dáng A đây này, size bé mà em đang để như thế này rồi này. Đó chân váy jean nhá, 79.000, 15 cân đến 45 cân là em có size. 15 cân đến 45 cân em có đủ size, 79.000 đồng cho em chân váy jean nhá. 79.000 đồng chân váy jean cho em. Đó mẹ nào lấy chân váy jean chốt là 05 kèm số điện thoại cho em nhá. Có áo cho bé mẫu nào đẹp không chị? Áo em hết rồi chị ạ. À, hiện tại áo đang hết. Rồi ok nhá mọi người nha. Mẹ nào lấy 05 chốt 05 em có đơn cho em 79.000, 79.000 cho em nhá. 05 kèm số điện thoại là ok nhá. 05 này, 79.000 thôi. 15 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người ơi. Bắt đầu size này, 15 cân đến 45 cân chân váy á. Tiếp này áo trắng em còn đâu 10 cái thôi, em tặng các mẹ 50.000 cái áo trắng em hết đi. Đấy cái áo trắng cao cấp của em đấy, 15 đến 20 cân cho em nhá. Chia sẻ like đi. 15 đến 20 cân cho em áo trắng cao cấp này. Nhá trắng cao cấp đẹp lắm, cái này là hàng Quảng Châu á, 15 cân đến 20 cân nhưng mà 4 đến 5 tuổi mang vừa. Áo trắng em tặng các mẹ 50.000 nha, em tặng cả, em đây là em gọi đúng là em nhập cái áo, em thề các mẹ nhá, có hai mặt con này. Nhập cái áo trắng 90.000, nhập 90.000, bán 150 nhưng mà bây giờ tặng 50.000, chị nào nhanh tay thì được nhá, chốt này. Mã số đi em. 23 nhá, áo trắng là mã số 23, sơ mi trắng 50.000 cái, 15 cân đến 20 cân và 4 đến 5 tuổi mang vừa. Cà to hơn không mặc được đâu nên đừng chốt cố mọi người ơi, em chỉ còn đúng size 15 đến 20 cân mà chỉ còn tầm chắc 10 cái thôi nhá. 50.000 cho em này, đó nhá, trời đẹp lắm. Và áo cao cấp chị nào mua rồi thì biết cái áo em hôm trước em bán là rẻ nhất là 150.000 đó. Ok, mã số 23 là áo trắng cho em nhá mọi người ơi, 23 áo trắng đấy. Đó, cái này thì là đi học thì không thể thiếu rồi, đấy ơi, cái này này. Đó, xem tay rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn này, nó xịn lắm. 50.000 nhanh tay nhá. Chị nào lên cân nặng có đơn này, lên mã số đúng này, 23 áo trắng nhá. 23 áo trắng 50.000 cái. Chọn ngẫu nhiên thôi tại vì hết rồi. Nhá mọi người chọn ngẫu nhiên cho em hết rồi mọi người nhá. 50.000 này. Tiếp này, mã số tiếp theo nhá. Đây chân váy học sinh này còn đâu em nhỉ? Chân váy đen này này còn không? Đây chân váy đen này em tặng luôn nhá, tặng luôn 50.000 luôn này. Chân váy đen này size 17 cân cho tới á. Rồi ok nhá, mã số tiếp này, đây là chân váy xếp ly đen nhá, cũng từ 17 cân đến 23 cân này. Chân váy á, mã số này lên là 24 đúng không? Chân váy này em tặng luôn 50.000 nha, bên trong có quần đấy. Cái này em tặng 50.000 luôn các mẹ nhá. 50.000 luôn này, này em còn ít em tặng luôn. Đấy, 50.000 chia sẻ like cho em đi. Mọi người ơi, chia sẻ like cho em nào. Chia sẻ like để săn sale nào. 24, cái này là chân váy xếp ly đen mã số 24 nhá. Còn vài cái, 5 cái tặng 50.000 luôn. Nhá, chất giãn đấy mọi người, cái này chất chân giãn đấy nhá. Áo trắng 89 cân em không có rồi. Áo trắng là size 15 cân, 4 tuổi đến 20 cân, 5 tuổi thôi nhá. Rồi chân váy mã số 24 nhá, chân váy sọc này. À quên, chân váy đen này. Chân váy đen nhá, 50.000. 18 cân đến 23 cân thì tầm 4 đến 7 tuổi mang vừa. Tại vì cái form này nó dài ấy, có quần bên trong ấy nhá. 50.000 cho em này, mã số 24 nhá. 24 nhá,
23 cân, mã số 24 nha. Mã số 24 18 cân đến 23 cân cho em thôi mọi người ơi. Rồi tiếp này, mã số 25 này. Set nha. Lên set này. Set này tặng luôn này, còn mấy em xem size nữa nhá. Váy trắng canh mặc này, đó nhá, váy trắng.
trắng này là không chín đấy, canh ra ngoài đấy nhá mọi người nhá. 109 nghìn. Một tái cho em không chín nhá. 109 nghìn đồng cho em thêm một tái. 109 nghìn không chín cho em nhá mọi người ơi. Đó, mẹ nào lại không chín chốt không chín cho em nhá, cái canh mặc nhá. Không chín là từ 18 cân đến 38-40 cân. Rồi lên tiếp này, mã số tiếp theo này. Chia sẻ like cho em với đi. Áo phông rộng hở? Có, đây em tặng áo phông cho các mẹ này. Đây áo phông này em tặng nhá, tặng luôn hai áo phông này, phông dáng rộng cho con này. Đây đây là áo phông nhá mọi người, áo phông dáng rộng này. Đây nhá, đây là phông rộng này. Size cho bé là 30 cân đến 60 cân nhá mọi người, phông rộng này. Cái này là phông dài rộng cho em nhá mọi người. 30 cân tới 60 cân cho em phông này. Gắn combo 2 cái 49 nghìn nhá, còn mấy cái thôi. Combo 2 cái áo phông đặc mã này, 49 nghìn đồng cho em. 26 á. Mã số 26 nhá, cái này lên là 26 này. Combo 2 áo mã số 26 tặng 49 nghìn nhưng mà chọn màu ngẫu nhiên vì em hết rồi em chả còn đấy. Còn đâu tầm khoảng 20 áo em tặng cho 10 chị lấy combo này. Combo 2 áo 49 nghìn. Đấy, bên ngoài gì bán 49 nghìn áo chất cốt tông cho em nhá mọi người, không chọn màu đâu vì em có nhiều màu ấy. Nhá mọi người nhá, áo phông dáng rộng cho em nhá, 30 cân tới 60 cân cho em này. Mã số 26 nhá. Combo 2 áo 49 nghìn nhá. Combo 2 áo 49 nghìn. Nhớ chưa ạ? 26, mã số 26 em lên ngẫu nhiên hai cái màu này cho các mẹ. Combo 2 áo 49 nghìn, 2 áo cho em mã số là 26 là ok nhá. Nhớ đi, đơn hàng phải trên 100 nghìn và tức là 2-3 sản phẩm trở lên mới được chốt đơn. Rồi ok này, mã số tiếp lên cho em là quần da cá này. Em tặng các mẹ một cái quần da cá này này. Nhà em ở Thanh, à shop em ở Thanh Hóa. Em ở Thanh Hóa đúng rồi, nhà em ở Thanh Hóa, shop ở Thanh Hóa mọi người ạ. Kiểm tra thoải mái nhá. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp này, quần da cá này. Nỉ da cá đi, xem cái màu ghi cho nó rõ này. Đọc nỉ da cá mã bao nhiêu em? Rồi lên cho em quần nỉ da cá nhá, quần da cá này. Đây cái này lên cho em là quần da cá mã số cho em là 15 này. Dáng bumbo rất là đẹp luôn, chất mềm giãn. Cái này là quần nỉ này, nó giãn lắm, nỉ da cá rất là đẹp luôn này. Ở chất đẹp lắm, bên dưới là bo chun nhá mọi người nhá, dáng ba bumbo này, thụng. Size 20 cân tới 50 cân, mã số là 15. 15 cho em 99 nghìn đồng cho em nhá mọi người nhá. Mã số lên là 15, 99 nghìn đồng cho em. Đó, mẹ nào lấy 15 chốt 15 kèm số cho em có đơn 99 nghìn đồng cho em nhá các mẹ nhá. Có 15 có màu ghi và 15 lên cho em là màu đen này. Đấy, quần mỹ da cá màu ghi và quần mỹ da cá màu đen nhá, 99 nghìn đồng một quần. Đó, 99 nghìn hơi lóa, màu đen thì nó hơi lóa. Họa tiết là theo mọi người ạ. Có đen và ghi và từ 20 cân cho bé tới 50 cân em có size 99 nghìn. Mã số lên là 15 dùm em. Có cái áo dạ này chất mịn lắm mọi người ơi. Cái chất này rất là nhẹ và mịn nhá mọi người. Áo dạ này đẹp lắm. Áo dạ đấy em bán từ đầu Tết tới giờ đấy. Ok mọi người, ai lấy 15 quần da cá, nỉ da cá thì chốt là 15 kèm số thoại cho em nhá. 15, 89 nghìn, 89 nghìn một quần cho em. 89 nghìn chốt cho em 15 màu đen này, 15 màu ghi này nhá. Màu 15 màu đen, 15 màu ghi cho em. Đó, mẹ nào lấy 15 chốt 15 kèm số thoại. 15 đen, 15 ghi, 89 nghìn cho em, 20 cân tới 50 cân em có size nhá. Váy trắng là 09, chị ơi váy trắng em lên rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ cuối live thì các chị muốn lên cái gì thì yêu cầu thì em lên cho, tại vì cuối live thì hết khách rồi thì em sẽ phục vụ mọi người. Cái này đây là 09, 109 nghìn, size cho bé là từ 20 cân tới 40 cân, em có size dáng suông nhá. 09 váy tơ mềm tay dài cho em này. Đó, 09, 109 nghìn, 20 cân tới 40 cân, đủ size 09 màu trắng và 09 màu hồng. Đây là bèo nhá mọi người nhá, cái này không nhăn đâu mọi người, nó là bèo rất là đẹp luôn á, đẹp lắm. 09 nhá mọi người, 109 nghìn cho em, 20 cân đến 40 cân có size nhá. 20 cân đến 40 cân em có size 09 đi. Màu hồng với màu ở đây, váy hoa đây. Đó, lên váy hoa nhá. Cho chị cái mã 2 giây này nữa nè. Đây, cái này em tặng váy hoa này. Không mấy đâu. Rồi tiếp cho em.
người nha, cái này là em sale tặng thôi đấy. Size này 10 cân đến 30 cân em tặng 50.000 một cái nhá. 49.000, mã số lên cho em là 03, không chọn màu nhá. 10 cân đến 30 cân này, đúng không? 10 cân đến 30 cân cho em 49.000, chốt cho em mã số lên là 03 cành số thoại em có đơn. 03 cành số thoại em có đơn 49.000 đồng cho em 03 nhá, 49.000. Đó, không chọn màu đâu, 2 giây nhá mọi người ơi, phải 2 giây hoa chất boy mềm không nhăn không nhầu. Thắm mọi người cực tốt luôn. Có yếm quần, à có đầm yếm á, đầm yếm không có. Áo dạ là 149.000 nha chị Nhung Nguyễn nha. Có quần jean yếm dài đấy mọi người ạ. Có áo bò trải nghiệm không? Ok, này 03 chốt 03 cho em, không có đầm yếm mọi người ạ. 03 nhá, 49.000. Chị có bảo lên gì nhỉ? Cũng xuông dài à? Chị đọc đến là xuông dài à nhỉ, đúng không? Tại vì đặt đến là mất comment rồi chứ. Rồi ok nhá, xuông dài đấy. Rồi có đúng không? Có đúng lên quần xuông dài hay lên cái gì nhỉ mọi người nhá? Comment đi mọi người, lên cái gì comment em với. Đọc comment nó được có một đoạn cái nó lại mất này. Cái hoa size to là size bao nhiêu cân? 30 cân là to nhất rồi. 30 cân là to nhất rồi tình yêu ơi. Nhá yếm quần đúng không? Nhá yếm quần này. Đây yếm quần nhá, yếm quần này 18 cân tới 50 cân cho em yếm quần dài. Em chỉ có yếm quần dài này thôi mọi người ạ, không có yếm váy đâu. Yếm quần dài nhá, 18 cân cho tới 50 cân cho em với giá là 99.000 một yếm này, không kèm áo đâu nhá, một mình yếm thôi ạ. Bán tặng một mình yếm này 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Đó mẹ nào lấy yếm này chốt này, đặt mã số đấy. Yếm là mã số 16 cho em nhé mọi người. Yếm này, mã số 16, 99.000 đồng một yếm nha. 99.000 đồng một yếm cho em, không kèm áo, lưu ý nhá. Không kèm áo, đây một mình cái yếm quần dài thôi ạ. 18 cân tới 50 cân em có size yếm này, 99.000 đồng nhá. 99.000 đồng, 18 cân tới 50 cân em có size, 99.000 đồng cho em yếm này. Xuông lửng không còn. Xuông lửng em không còn nhá. Các chị muốn lên cái gì comment đi, em nhìn thấy lên cả. Nhá, tiếp này, máy này, tiếp này, máy xuống, tiếp này. Đây nhá, mã số tiếp này. Đây, cái này em tặng các bạn. À đây, váy hoa này em còn ít, đây, váy hoa này em tặng nhá. Đây, tặng, size này là size gì nhỉ? Size gì em? Rồi, tiếp lên cho em váy hoa cà, váy hoa tay bồng này. Đây, cái này hoa tay bồng nha mọi người nhá. Hoa tay bồng cho em mã số là 27. Mã số là 27 cho em này. Đây cái này lên cho em mã số 27 chất, cũng là chất Thoboy nhá. Mã số là 27 này. Em có size cho bé là từ 15 cân tới 25 cân nhá, 4 đến 7 tuổi cho em này. 15 cân đến 25 cân cho em 69.000 cho em nha. 69.000 chốt cho em mã số là 27 dùm em đi. Mã số là 27 cho em, 69.000 đồng cho em này. Đây nhá, cái này chốt cho em mã số là 27 màu hoa trắng này. Hoa cam này 69.000, tay bồng chất Thoboy này 15 cân tới 25 cân 69.000. 69.000 chốt cho em mã số là 27 này, màu hồng này. Đó, tay bồng chất boy rất là đẹp luôn. Mẹ nào lấy 27 chốt 27 kèm số điện thoại cho em nhá, 69.000 thôi. 15 cân tới 25 cân nhá mọi người. 15 cân tới 25 cân cho em 69.000 cho em mã số 27 cho em này. Quần suông dài ok đúng rồi, bây giờ nghe thấy rồi này. Có búc đi có đây, bây giờ em lên búc đi xong bên xuống dài nhá. Rồi cái này mẹ nào lấy là 27 chốt 27 cho em 69.000 đồng cho em nhá, màu hồng, màu cam và màu trắng này. Màu hồng, màu cam và màu trắng cho em xuông dài nhá mọi người ơi nhá, xuông dài cho em này nhá. À quên, sao lại xuông đây 27 nhá, 27 không phải xuông dài mà 27 nhá. Cái này là váy này là mã số 27 cho em, 69.000 mã số 27, 15 cân đến 25 cân nhá. Thì chưa? Váy Burberry đây. Burberry nhá. Cái này đọc hay gì? Được. Em ơi, 25 cân đi. Được. Đọc mã số đi. Đây Burberry này. 06 này. Đây cái này lên cho em mã số là 06 Burberry 2 giây này. 15 cân đến 25 cân cho em 69.000, lên cho em mã số này là 06 dùm em nhá. 06 này. Đó, 69.000 hết cái này xong em lên xuông dài. Đây cái này lên là 06 Burberry 2 giây bản bản to đấy mọi người, nơ liền nhá. 06 69.000. Các chị ơi lên mã số kèm số điện thoại. Em có áo khoác jean chị Ngọc Châu ạ.
áo kiểu áo áo thì không có, mà của em chỉ có áo khoác jean thôi. Áo dạ là 149.000 Nhung Nguyễn nhá. 15 cân đến 25 cân 69.000, cho em mã số là 06 này. Đúng rồi, cái này lúc nãy có 30 cân nhưng mà chắc lên lại chỉ còn size 25 cân thôi. 06 nhá. Này sang lắm, cái này con gái nhà em mặc đẹp cực. Đấy, con gái nhà em mặc đẹp lắm mọi người ạ. 06 69.000 mà chất nó sướng lắm, đó là dòng Bucuri cao cấp đấy. Bên ngoài người ta phải bán 250 một cái. 15 cân tới 25 cân thì rơi vào tầm 4 đến 7 tuổi ngang vừa. 69.000 cho em 06 nhá. 69.000 đồng chốt cho em 06 là ok các mẹ nhá. Đó, 69.000 06 nhá. Quần Mỹ da cá có đồ lên suông dài này. Đây suông dài này. Suông dài là 14 đúng không? Đây suông dài này. Quần ống rộng nhá mọi người, ống rộng dài này. Đó, mẹ nào chưa đặt thì comment suông dài này. Mã số lên cho em là 14 nhá. Suông dài. Suông dài nhá mọi người, mặc người mắt cả chân này. Suông dài. Em có size cho bé là từ 18 cân tới 55 cân. Em có size 18 cân tới 55 cân. Từ 1m2 cho tới 1m6 quay lại nhá. Suông dài cho em với giá là 99.000 đồng. Nhá, suông dài 99.000, chọn kiểu ngẫu nhiên giùm em. Nhá mọi người nhá, mẹ nào lấy thì chốt cho em suông dài 99.000, chọn kiểu ngẫu nhiên giúp em nha các mẹ nhá. Chọn kiểu ngẫu nhiên cho bé từ 18 cân tới 55 cân, 1m2 cho tới 1m6 quay lại cho em. Đó nhá, váy 1m4 có đấy, đợi xíu nhá. Rồi ok nhá, suông dài này, cái này chốt cho em là suông dài. Mã số là 14, kèm số điện thoại cho em đi. Nhá mọi người nhá. 99.000 một quần suông dài trọng kiểu ngẫu nhiên nhá. 99.000 đồng cho em suông dài này. Quần đẹp lắm mọi người, nhớ là trọng kiểu ngẫu nhiên nhá mọi người ơi. Từ 18 cân nhé, bé cao 1m2 trở lên. Cái này bé mặc mà dài thì các chị có thể cắt gấu được, mà cái này dễ cắt lắm mọi người nhá. Đừng có mặc dài quá mà luộm thuộm, mặc vừa cho em thôi. Suông dài 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Suông dài 99.000 đồng cho em. 1m2 cho tới 1m6 quay lại đấy. 18 cân cho bé tới 55 cân đủ size. Suông dài chốt mã số là 14 giùm em nhé mọi người nhá. Mã số là 14 cho em 99.000 một quần thôi. 99.000 cho em mã số là 14, mọi người chia sẻ like cho em với nha. 99.000 đồng cho em chốt là 14, kèm số điện thoại nhé mọi người nhá. Đúng rồi, 14 này. Đây tiếp máy này. Đây cái này em xả máy này. Máy này còn size cái này còn nhiều không? Hết rồi đây. Em ấy cái này hết rồi đây. Còn vẫn còn mình số 6. 6 25 cân vừa đấy nha. Cái con gì nhỉ? Con nhà cô Phương ấy nhỉ? Bán 25 cân là số 6 á. Rồi tiếp này, mã số tiếp theo nhỉ? Là 28. Đúng không? Cái này lên cho em mã số là 28 này. Đấy, mã số 28 này em có size là 18 cân nhá, cho tới 25 cân. 4 đến 6 tuổi mang vừa, 18 cân đến 25 cân nha. 18 cân trở lên ấy, từ 18 cân là phải 4 đến 5 tuổi trở lên cho tới 25 cân, 6, 7 tuổi quay lại cho em váy này. Em còn một ít thôi, cái này chất xốp cao cấp cho em nhé. Cái này là hàng cao cấp, nó đẹp lắm. 18 cân tới 25 cân đấy, mọi người thấy lóa đẹp lắm mọi người ơi, cái xốp này đẹp tuyệt luôn đấy. Tặng này, váy này cho em với giá là còn có mấy cái thôi nhỉ, 69.000
là đặt túi thôi nhá. Có thấy em không thấy chị Kiều Anh mà em thấy mọi người bây giờ hết khách rồi đấy, em thấy mọi người đấy chứ nhá. Mọi người cứ comment đúng mã số cho em là được, Kiều Anh em thấy rồi nhá. Ok mọi người, ai lấy 07 chốt 07 nha. 109.000 một áo khoác jean nhá, 109.000 một áo khoác jean chọn hình ngẫu nhiên, 17 cân đến 50 cân em có đủ size. 17 cân đến 50 cân em có đủ size, 109.000 đem vào mấy set này em tặng này. Nhá mọi người ơi, mấy cái set này em tặng nhưng mà không chọn màu luôn này. 15 đến 20 cân cho em. Set gu xì nha mọi người ơi. Đây lên cho em set gu xì cao cấp mã số 28 này. Nhá, mã số là 28 cho em set Gucci cao cấp nhưng mà không chọn màu đâu mọi người ạ. À, váy công chúa trắng à? Không, ở sau không phải công chúa đâu, ở sau nó là có quần đùi áo không, em có quần đùi nhá. Em lên cái quần đùi trước, em lên set này. Đấy, muốn lên cái gì cứ comment đi. Quần sóc đùi đây, sóc đùi đây ạ. 15 cân đến 40 cân em có size quần sóc to giãn 4 chiều. Nhá, quần sóc là 69.000 một cái. Em ơi còn một cái kia kìa. Giang kìa, thằng tôi nó bay đó. Rồi lên cho em này nhá, lên cho em này quần sóc đùi này 69.000, 15 cân cho tới 40 cân em có đủ size, 69.000 quần sóc nha, 69.000 cho em này, 15 cân đến 40 cân đủ size đấy mọi người, chọn hình ngẫu nhiên nhá. Ý là cái họa tiết này mọi người này, cái họa tiết này chọn ngẫu nhiên cho em, co giãn 4 chiều đây nhá, co giãn 4 chiều cho em này, sướng lắm, mặc như cái quần cốt tông luôn mà giá chỉ có 69.000 thôi. Lên sóc đùi cho em, đọc mã số sóc đùi đi em. Sóc đùi là mã gì? 08. Sóc đùi lên cho em là 08, 69.000 đồng cho em nha. 08, 69.000 đồng cho em quần sóc này. Hôm nay đúng cái hôm bận thì con Hưng mới lại nghỉ. Cái gì nghỉ 2 ngày thì size là 29.
cân đến 30 cân em có sai. À, có quần jean ống bó không? Có chị ạ. Em sẽ học sinh màu đen và màu ghi nhé mọi người nhá. Màu đen và màu ghi cho em này. 129.000. 129.000 đồng cho em nhá. Đó, sách học sinh mã số 29, 129.000 cho em 20 cân đến 30 cân. Hôm nay mình còn 30 cân bình thường. Quần bo gấu á. Đi thì chứ gì. Để em bán 13 bữa 9 ngày. Sáng như nào cũng được. Ok nhá, 29 rồi tiếp này. À, cái gì nhỉ? Quần bo gấu à, quần dài hả? Quần dài thì em có lên quần baggy rồi đấy, chị chọn chưa? Quần baggy lên rồi mà. Cái baggy mã số 11 đúng không? 10 đúng không? Cái ghi là mã số 10 đây nhá. Cái này là quần dài dáng ống côn này. Ống côn cho em mã số 10 này. 99.000 nha. 20 cân tới 50 cân em có sai này. Đó, 20 cân tới 50 cân. 1m2 cho tới 1m55 quay đầu cho em quần dài ống côn nhá. Cái này là dạng bé ghi ấy. Họa tiết theo chọn theo ngẫu nhiên 99.000 đồng cho em nha. 99.000 chốt cho em mã số này lên là 10 này. Chốt cho em mã số 10 này. Đúng không? Mã số này lên là 10 cho em nhá mọi người. Mẹ nào lấy 10 chốt 10 đánh số điện thoại cho em nhá. Mã số 10 99.000 đồng. 99.000 đồng cho mã số này lên là 10 cho em này. Đúng rồi, 99.000 đồng cho em nha. 99.000 mã số 10 cho em. 20 cân là bé cao 1m2 trở lên mới mang được nhá. 20 cân phải 1m2 trở lên cho tới 50 cân 1m55 quay đầu 99.000 nhá. Mã số 10 quần dài ống bét ghi. À, mã số tiếp này. Mã số tiếp này. Có đồ bộ cho bé đi học không? 20 cân à. Xét học sinh á chị, hay là kiểu gì nhở? Váy 30 cân, váy ba đây đây, váy 30 cân có luôn nhá. Đây váy 30 cân này, đọc mã số tiếp nè. Mã số 30 này. Đây cái này lên cho em váy xốp nha mọi người nhá. Váy xốp to bản cho em. Váy xốp nha mọi người nhá. Cái này váy xốp này. Ở bên dưới là có cái chân ren ấy, có cái dân ren rất là đẹp luôn nha. Cái này kiểu thư cực mà tay nó là dạng tay bồng nhá. Cái này form to lắm, từ 20 cân nhưng mà phải 5-6 tuổi trở lên mới mang được. Dám suông. Mã số 30 này, 20 cân tới 35 cân cho em với giá là 89.000. 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng cho em này. Chốt cho em mã số này lên là 30 màu xanh này. 30 lên cho em màu vàng này, 89.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 89.000 cho em mã số lên là 30 cho em này, màu vàng này. 30 cho em màu hồng này. Nhá, mã số 30 màu hồng cho em 89.000. Váy này đẹp lắm, xốp nha mọi người, nó không nhăn không nhầu ấy. 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Mã số lên là 30 đi. Quần cái gì? Lấy quần lấy quần jean 30 kg là chị Lan Bách là chị lấy mã nào đó. Chị comment mã số 10 đi. Kèm số điện thoại cho em. Nhá các mẹ ơi, comment mã số 10 kèm số điện thoại là cái quần lúc nãy nhá. Lên số điện thoại em mới biết mới chốt được. Rồi ok, cái này chốt cho em 30, 89.000 còn mấy tháng mọi người. 89.000 20 cân tới 35 cân nhá. 5 tuổi tới 10 tuổi mang vừa. Bé cao 1m2 đến 1m4 quay lại cho em. Cao 1m2 đến 1m4, 1m45 quay lại. Màu hồng, màu vàng này, 30 màu xanh này. 89.000 thôi nha. 89.000 đồng cho em thôi các mẹ nha. Đó, mẹ nào lấy 30 chút 30 kèm số điện thoại em có đơn đi nhá. Đúng rồi, Lan Bách nhớ lên số điện thoại cho em nhé chị yêu ơi. 89.000 cho em mã số kèm số điện thoại em có đơn màu xanh này, 30 này. Màu xanh 30, màu vàng 20 cân tới 35 cân mà chỉ có 89.000 thôi mà chất xốp nó đẹp lắm. Co bản cho em không nhăn không nhầu nha, tay bồng ấy, càng đơn giản nó càng đẹp. Rồi nhá, màu hồng 89.000 váy này đẹp quá. Màu đẹp lắm, bên ngoài đẹp á. 89.000 dáng suông từ 20 cân nhớ là phải 5 tuổi trở lên nhá. Ok, mã số 30 nhé mọi người, 89.000 cho em này. À, màu trắng hồng này là 09 nha chị ơi. Đây cái trắng hồng này lên cho em là 09 này. 09 này sai.
có size 25-30 cân này và size alo. Dạ, em đang bán hàng ở dưới, em gọi lại đúng không? Từ từ đã nhá, tí em gọi lại cho. Rồi ok này, lên trên này, chân váy sọc học sinh có quần bên trong nhá. Đây chân váy học sinh này, chân váy sọc size 25-30 cân và size 45-50 cân cho em này. 25-30 cân và size 45-50 cân nhá, vì cái này em hết size ở giữa rồi. 79 cái một cái cho chốt mã, đọc mã đi em. Mã số này đây là 21 chân váy sọc nhá. Mã số 21 chân váy sọc cho em với giá là 79.000. 79.000 cho em mã số là 21. Cái này có sọc nâu và sọc đen, có quần bên trong nhá mọi người ơi. Cái này có quần bảo hộ bên trong và cái ly này nó em cam kết nha. Ly này giặt máy thoải mái, tại vì làm từ phần trên xuống ấy, nó nẹp ly từ phần trên xuống nó sẽ không bị nát ly được. Dáng đẹp lắm. Cái này con nhân viên nhà em nó mặc đẹp lắm các chị ạ. 25 đến 30 cân và size 45 đến 50 cân cho em chân váy sọc, em có nâu và đen nhá mọi người ơi. 79.000 một cái thôi nhá. Mã số lên cho em là 21 đi. 21 kèm xuống thôi, em có đơn nhé mọi người nha. Mã số 21 đúng rồi. Áo khoác xạ là phía sau chị là áo khoác xạ ở sau em là 149.000. Rồi mẹ nào lấy 21 cho 21 chân váy sọc nha mọi người nhá. Tiếp này, áo lá này, có áo lá đây, áo lá cho con
20 cân áo lá này. Để ở sau nó là dây mảnh mọi người ạ. Ở sau là dây mảnh nhá, rất là đẹp. Cái này dây mảnh nên mặc nó thoáng ấy, thoáng cái lưng của con ấy, nó không bị bí cái lưng. Tại vì trẻ con là nó hiếu động, là nó hay hoạt động nhá mọi người. Ở sau là rất là nóng, là chảy mồ hôi nhiều. Nên là em lấy cái hàng dây mỏng cho các mẹ cho con mặc cho nó thoải mái nhá. Và chất giãn lắm nhưng mà nó lại không bị bay ấy. Đây này, áo lá này. Áo lá combo 3 cái 69.000. Có mút đệm nhưng mà tháo rời được nhá. Có mút đệm nhưng mà em tháo, các mẹ tháo rời được cho con. Tại vì cái phần này có một cái này, có một cái phần hông này có thể tháo rời mút đệm được nhá mọi người ơi. Đấy nhá, không thích thì các mẹ tháo ra cho con. Bao nhiêu nhỉ? 69.000 3 cái áo ngực nhá. Combo 3 cái 69.000. Lên cho em là áo lá kèm súng thoại là được nhá. 30 cân đến 50 cân cho em. Áo trắng canh mặc là mã số 09. Ok nha, rồi lên cho em áo lá này. Combo áo lá 69.000 đồng 3 cái này. Nhiều màu nhá, chọn màu ngẫu nhiên cho em tối đi. Nhá mọi người, nhiều màu lắm. Áo lá nhá mọi người ơi. Mẹ nào lấy áo lá chốt áo lá kèm xuống thoại cho em nhá. Áo lá kèm xuống thoại cho em này. Đúng rồi, 69.000 3 cái cho em nhá. 69.000 đồng 3 cái cho em. Nhá mọi người nhá, 69.000 đồng 3 cái áo lá cho em. 30 cân tới 50 cân cho em áo lá nhá. 30 cân tới 50 cân cho em áo lá 69.000 3 cái. Đấy, bên ngoài người ta bán 35-40.000 cái này nhé. Em bán tặng 69.000 3 cái cho các mẹ nhá. Nhưng mà không chọn màu nha mọi người. Rồi ok mọi người nhá. Ok nha mọi người nha. Rồi mẹ nào lấy thì chốt cho em là áo lá cho em nhá. Áo lá cho em này. Không có dây to nhá, em chỉ có dây bé thôi. 69.000 3 cái áo lá nhá. Váy 21 váy nâu ok. Áo lá 69.000 3 cái. Tiếp này, mã số tiếp theo nhá. Cái gì nhỉ? Đây. Đây. Xem thì quên sự. Lấy váy của Yến ấy. Đây, đây em còn một ít cái váy này em xả luôn. Cái này còn màu gì em nhỉ? Cam với màu trắng không? Màu xanh màu trắng. Lấy hết cam. Cam màu gì với cả cam đẹp. Rồi ok nhá, size đi em. Màu số 6 không? Rồi cái này 17 cân đến 17-22 cân cho em này. Mã số tiếp này. 31 này, 17 cân đến 22 cân cho em này. Mã số 31 cho em nhá. Còn nhiều không? Rồi cái này xe 79.000 thôi nhá. Cái cao cấp này của sơ mi nhá. Mã số 31. 31 nhá, 79.000 cho em. Mã số 31 này. 17 cân đến 22 cân cho em. 46 tuổi mang vừa cho em ạ này. 46 tuổi mang vừa cho em này. Để mà không xe to. Cái này hết nó xe to rồi. Hết nó xe to rồi tình yêu ạ. Rồi nhá mọi người nhá. Rồi ai lấy thì chốt cho em mã số này lên là 31. 79.000 thôi nhá. 79.000. 17 cân đến 23 cân á, 46 tuổi mang vừa nhá, dáng suông nhá mọi người, cái này dáng suông nhá. Đấy 17 cân đến 22 cân thôi. 17 cân đến 22 cân tay bồng và đính, cái này là đính hạt. Đính hạt mà dập bằng máy nhá. Ok, lại 31 cho 31 kèm súng thoại 79 cái chất boy mềm nhá. Chất boy mềm, cái này là chất boy cao cấp cho em, không nhăn không nhầu, rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Ở sau này. Đấy cái phần sau nó cũng lượn rất là đẹp luôn. Mẹ là lấy cái chốt cho em ạ, số này lên là 31 nhá, 31 kèm số cho em có đơn nhá mọi người nhá. 31. Hôm nay nó không bị tụt lắm. Đúng không? Nó lên nhá, nó lên là nó đứng im mà lấy luôn nó không tụt. Chứ mọi lần là bị tụt. Đúng không? Tụt cho là mất hết tương tác. Ok nha mọi người, 31 đúng rồi. Bảy 30 cân á, đây có 30 cân thì cái này chốt cho em ạ. Cái này màu rất là đẹp luôn này. 22 này, mã số này lên là 22 nhá. 20 cân đến 40 cân em có size, mã này lên là 22 cho em này.